chạy cẩn thận thôi. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi thấy anh còn lo cho bác anh lắm á. Có vẻ như tình cảm của anh dành cho bác cũng không nhiều lắm. Tôi từng nghĩ anh sẽ đoạn tuyệt với ông ta, nhưng không hiểu sao khi nghe tin ông ta gặp chuyện, tôi không thể nào lạnh lùng được. Phải thôi, bác anh lo cho anh từ bé đến lớn mà. Tôi cũng hy vọng bác ấy không sao. Cô muốn cả hai cùng chết hả? Nhưng mà anh chị tôi nói anh dừng xe lại. Trời, anh xuống xe đi, tôi lái cho. Sao được? Tôi Nam Nhi Đại Trường Phu, làm sao ngồi sau lưng phụ nữ để phụ nữ chở được? Làm sao mà không được? Tay anh run quá kìa. Để tôi lái cho an toàn. Nhanh, xuống. Nhiệm vụ của anh á là xích ra đằng sau để cho tôi lái. Tôi là bác sĩ, tôi muốn hai đứa mình đi đến nơi về đến chỗ an toàn, nghe không? Lùi lại. Trời đất ơi, cô làm cái trò gì vậy? Thì từ từ. Giờ nấu máy sao? Rồi bước xuống đi. Bước xuống. Xe tôi xe côn á, cô chạy được không? Giao mổ khó như vậy tôi còn cầm được mà, huống chi là ba chiếc xe này. Nhưng mà bây giờ chạy sao? Bắp tay mà già vô. Bắp mà già. Cật số xuống. Cật số. Xuống ga từ từ. Xuống ga từ từ. Bắp. Ai á. Tôi sẽ cam đoan với cô, chúng ta sẽ đi đến nơi về đến chốn. Còn nếu như cô mở miệng ra khiến tôi phân tâm, tôi không cam đoan là chúng ta đi đến nơi về đến chốn nha. Hiểu chưa? Nhưng mà giữa đường anh chạy nhanh quá, tôi muốn cho anh chạy chậm lại. Tôi có được nói không? Sao vậy? Đó, cô thấy chưa? Cô vừa mở miệng là khiến tôi phân tâm rồi đó. May là chúng ta chưa chạy đấy nha, mà chúng ta còn đứng đây. Nếu chúng ta đang chạy thì chúng ta không đứng dậy đâu, mà chúng ta lũi xuống ruộng kìa, cà cái mặt cho ruộng kìa. Hiểu chưa? Đúng rồi, thái độ rất là tốt, miệng rất dễ thương. Đi nha. Ăn đi ông. Không ăn đi. Anh Giảm, anh về rồi. Ông mong anh nhiều lắm đó. Ông Hai ơi, anh Giảm về ông Hai ơi. Bác Hai. Con chào bác. Con là Trúc Quỳnh, bạn của anh Long à. Chào con. Cuối cùng con cũng chịu về rồi. Anh Giảm, em hết nhiệm vụ rồi nha. Anh đút cho ông ăn đi nè. Bác Hai sao rồi? Bác không sao, con đừng có lo cho bác. Bác Hai không sao là tốt rồi. Mình về em. Anh Giảm! Ông nói dối đó, để cho anh đừng có lo. Hôm qua anh đi, ông chạy theo anh, ông bị té xong rồi phát sốt, nằm mê man luôn. Vậy hả? Để chị khám cho ông nha. Dạ. Bác ơi, để con khám cho bác nha.
Bác không sao đâu. Bác yên tâm đi, con là bác sĩ, con khám được mà. Bữa đó ta từng chứng kiến hai người họ ở dưới nhau ở trong cái chuồng bò đó, làm chuyện mờ ám lắm. À, thằng Thái Nhẫn á hả, nó còn nói thương má mày nữa. Chuyện tôi từng thương thím là có thật mà. Lúc này thím cũng đã nghe rồi đó. Theo như con thấy, bác chỉ bị cảm nhẹ thôi. Để con kê đơn thuốc cho bác thì mọi chuyện sẽ ổn. Cảm ơn con nha. Được bác sĩ tới tận nhà khám, vậy là bác yên tâm lắm rồi. Chậm. Có lẽ đây là lúc bác cần phải nói rõ những hiểu lầm của con với bác. Con có muốn nghe không? À, Tí ơi, hay là em dắt chị ra ngoài dạo vườn đi. Tự nhiên chị muốn biết là trong vườn bác hai có những loại cây nào á. Được chứ, chị đi theo em nè. Coi chuyện gì bác nói đi, con nghe nè. Cho bác hai xin lỗi vì đã che giấu chuyện của cha con. Chẳng qua là bác muốn... Chuyện đó con biết rồi, bác kể con nghe rồi mà. Con muốn nghe cái khác kìa. Nhưng bác chưa kịp tặng thì bác đã biết được cha con cũng phải lòng má con. Hải. Hải à, tôi ba Thành nè. Có chuyện gì không? Tôi thương Hải thiệt lòng. Thiệt mà. Hải nha. Tôi... Hải. Sau đó hai người lấy nhau, bác đành chôn giấu hết chuyện tình cảm của mình vào trong lòng. Chỉ biết làm gì khi người mình thương lại trở thành em dâu của mình. Sao anh hai chưa ngủ nữa? Tôi chưa có buồn ngủ. Với lại tôi ra đây tôi thấy mát mẻ hơn. Anh hai, cho em hỏi chuyện này nha. Chuyện gì vậy thím ba? Thím cứ hỏi đi. Sao anh hai chưa chịu lập gia đình nữa vậy? Trước đây anh hai có từng thương ai không? Có chứ. Trước đây tôi đã từng thương một người. Vậy là anh hai chắc cũng thương người ta lắm ha. Nhưng mà người ta có thương lại anh hai không? Tôi cũng không biết nữa. Tại vì tôi không dám nói cho người ta biết. Trời, sao anh hai lại không nói? Mình thương là mình phải nói chứ. Vậy bây giờ người ta ở đâu? Nếu như em có thể giúp được là em sẽ giúp liền. Dù gì em cũng là phụ nữ, em sẽ nói chuyện với người ta, biết đâu người ta cũng thương lại anh hai thì sao? Bây giờ người ta lấy chồng mất rồi. Lấy chồng rồi hả? Vậy thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng dù sao anh hai cũng cần lập gia đình để có người phụ nữ nâng khăn sửa túi cho anh hai sau này nữa. Chứ anh hai cứ ở một mình như vậy hoài, em thấy tội nghiệp cho anh hai quá à. Có gì đâu mà tội nghiệp thím ơi. Tôi thấy tôi ở vậy cũng quen rồi. Mà thôi, mình đừng có nói chuyện này nữa nha thím. Cũng khuya lắm rồi. Thím vào trong coi thằng Chẩm đi. Dạ, vậy thôi em vô trọng với thằng Chẩm với anh Thành. Anh hai ngồi đi xíu rồi vô nha.
chứ không sương xuống là lạnh lắm. Em vô nha. Rồi sau đó bác Hai luôn tơ tưởng tới má con chứ gì? Chuyện tình cảm mà, đâu phải nói muốn quên là quên được đâu con. Nhưng mà dần dần nó chuyển thành tình thân gia đình lúc nào bác không hay. Từ lúc má con lấy cha con, bác đã tự nói với lòng là chỉ luôn coi má con là em dâu trong nhà, không hơn không kém. Còn chiếc kẹp này, nó chỉ là một kỷ niệm của một thời thanh niên bồng bột, nên bác luôn giữ nó bên mình. Chứ không phải bác cố tình giữ lại, đợi ba con chết rồi hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau hả? Không, không bao giờ bác nghĩ như vậy. Làm sao mà bác có thể làm được cái chuyện tán tận lương tâm như vậy? Con đừng có nghe người ta nói bậy. Con có thể không tin bác, nhưng con phải tin má con. Con phải tin vào sự trong sạch của má con. Chưa bao giờ bác con có tình cảm với bác. Thôi được rồi, bác không cần nói nữa. Một người thì khuất mặt khuất mày, một người thì luôn nói tốt cho mình. Bác kêu con tin hả? Bác nghĩ con tin không? Thôi thì cứ để thời gian đi, thời gian sẽ trả lời. Chẳng, con phải nghe bác nói. Dạ. Anh coi nè, em hái quá trời trái cây cho chị Quỳnh luôn á. Cô Quỳnh, cô có gạch trực ở nhà thương đúng không? Để tôi đưa cô về. Hay là anh ở lại chăm sóc bác Hai đi. Em tự bắt xe đò về cũng được mà. Làm vậy sao được, mình đi. Anh Chảm, anh mới vừa về mà anh lại đồ đi nữa rồi. Không còn bị bệnh mà, một mình em sao mà lo nổi. Dạo này ông bị bệnh, ông khó tính lắm. Tí. Dạ. Mày coi ông là gánh nặng của mày hả? Ông không phải là gánh nặng của ai hết. Ông tự lo cho ông được. Tí, ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc cho ông. Mình đi. Dạ con chào bác. Chị về nha. Ông Hai, anh Chẩm về sao không giữ anh lại? Ông Hai mong ảnh về lắm mà. Ông kỳ quá. Người ta đã muốn đi, cô giữ cũng vô ích. Tại sao cứ đòi dừng xe hoài vậy hả? Bận đi cũng dừng xe, bận về dừng xe. Tại sao? Tôi chuyện gấp lắm. Tại sao anh lại xung đột với bác anh như vậy? Anh có thể tin lời phiến diện của người ngoài mà không tin cái người đã nuôi nấng anh lớn đến như này? Xung đột gì mà xung đột, phiến diện mà gì phiến diện. Người sát với ta nói chắc chắn là đúng rồi, mà có phải một người nói đâu. Bác Hai ông đã thừa nhận đã có tình cảm với má tôi, thì chắc chắn bác Hai ông có thể là người giết cha tôi để mà chiếm đoạt má tôi. Tôi phải điều tra cho rõ. Nhưng anh thật sự tin bác anh là người như vậy? Thôi được rồi, chị anh về Sài Gòn trước đi. Tôi sẽ quay lại chăm sóc bác anh. Tôi là bác sĩ, tôi không thể thấy người ta bị bệnh mà không chăm sóc được. Nè, nè, ăn đi ông. Không ăn đi, cháo ngủ chân luôn rồi nè. Con chào bác Hai. Con chưa về hả? Thằng Chẩm đâu rồi? Dạ, anh Chẩm về lại Sài Gòn rồi. Con muốn quay lại chăm sóc bác nên ngày mai con sẽ bắt xe về ạ. Chắc là nó giận bác lắm hả? Chị ơi, ông muốn có chịu ăn, chị khuyên ông giúp em đi. Con thấy tình hình sức khỏe của bác bây giờ là nên ăn uống đầy đủ á bác. Bác đừng nghĩ đến chuyện anh Long nữa hả? Bác không muốn ăn. Con thấy cháo này nguội rồi, để con hâm lại nha bác. Tí em dìu ông vô trong đi, chị thấy ngoài này gió lắm á. Dạ. Đi không? Thank you.
mới đi về mà. Anh vô chăm bác anh đi. Tôi không vô đâu. Tôi quay lại để rước cô. Cô có về không? Nếu cô không về tôi về trước. Ở lại chăm sóc giùm bác tôi. Rõ ràng là muốn chăm sóc bác mình, sao phải cố cứng đầu chứ. Dạ hôm nay anh Lâm tìm em có chuyện gì không? Việc tôi nhờ cậu điều tra tin tức về thằng Chổng. Cậu làm tới đâu rồi? Vẫn chưa có tin gì anh ơi. Vậy à? Kiểu gì tôi cũng phải sớm tìm ra thằng Chổng. Chứ suốt ngày vợ tôi cứ nhắc về nó, tôi cũng mệt. Anh Lâm đúng là người thương vợ mà. Cậu lại nói quá lời rồi. À dạ. Cái vụ tôi nhờ cậu theo sát kìm cặp thằng Sĩ với con Hân, cậu nhớ lưu ý nha. Cái đó anh Lâm yên tâm đi. Kể cả chuyện tình cảm nữa, tôi không muốn bất kỳ đứa nào phạm phải sai lầm, nhất là con Hân. Thân con gái mà, sai một ly đi một dặm. Dạ em biết rồi. Làm cái gì mà về trễ dữ vậy không biết nữa. Biết gì hồi nãy mình đứng ở tòa soạn đợi ảnh luôn cho rồi. Lại là cô nữa hả? Sao cô rảnh rỗi vậy? Cô cứ tới đây hoài vậy? Riết tôi tưởng tôi với cô ở chung nhà không đó. Anh thấy em phiền lắm đúng không? Em tới đây em xin lỗi anh á, vì cái chuyện ngày hôm qua không biết em nói gì mà làm anh nổi giận nữa. Nên là hôm nay em có đền bù cho anh. Hôm qua em lấy đồ ăn của anh đem về nhà, hôm nay em mang đồ ăn của em tới nè. Cảm ơn cô nha. Tôi vừa mới ăn no xong, cô đem về ăn đi. Vậy thôi, mình nói chuyện khác nha. Bao giờ anh ra tiểu thuyết tiếp vậy? Em với cái độc giả hâm mộ rồi, rất là nóng chờ á. Cô tránh ra đi, tôi vô nhà nè. Ê, mà anh Duy Long nè. Em hỏi cái này nè, hỏi một câu nữa thôi. Cái câu chuyện hôm qua mà anh hỏi em với anh Nam á, là câu chuyện của tiểu thuyết mới hả? Là sắp tới anh sẽ viết chuyện kinh dị, chuyện trinh thám, hay là chuyện tâm lý, không biết chuyện tình cảm nữa hả? Cô nhiều chuyện thiệt luôn á. Bây giờ tôi nhận đồ ăn của cô là cô về đúng không? Ừ. Vậy đưa đây. Rồi, về giùm tôi cái đi. Nè, hủ tiếu ngon lắm á. Nhưng mà nó hơi nguội rồi, tại em đứng đây đợi anh cả tiếng đồng hồ. Nên anh nhớ hâm lại đồ ăn nha. Tôi biết rồi, tôi lớn rồi mà. Cô về đi. Dạ. Mà anh nhớ đừng có bỏ hủ tiếu của em nha. Nhớ phải ăn á. Cô gái đúng là kỳ quặc. Cứ bàn về chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Làm như mình rành viết chuyện lắm không bằng. Đúng rồi. Tại sao mình không dùng khả năng viết chuyện của mình để điều tra vụ án? Phút yếu đuối của người vợ đã gây ra cái chết thương tâm cho chồng, và ân oán đến 30 năm sau vẫn chưa chấm dứt. Cậu đang viết tiểu thuyết đúng không? Nhưng mà cuốn tiểu thuyết đó con viết chưa xong. Có sao đâu, tôi chờ. Nhưng cậu phải ký hợp đồng với tôi, chứ không mai mốt cậu bán cho nhà xuất bản khác là chết à. Vấn đề ở đây là con chưa viết xong, cho nên con chưa biết cái kết như thế nào, thì làm sao ký hợp đồng với chú được. Này nó có vui, đừng giỡn vậy, kỳ lắm. Không, con nói thiệt,
Nhưng mà nếu chú muốn đăng thì con có thể ký hợp đồng từng kỳ với chú. Chú có thể đăng liền. Từng kỳ? Thật ra trước đây thì tòa soạn cũng có làm như vậy. Đối với lại những cái chuyện dịch và những cái tiểu thuyết kiếm hiệp nước ngoài. Nhưng mà... Nếu như chú không tin là những tác phẩm của con thuộc bằng tác giả nước ngoài, vậy thôi, con sẽ tìm nhà xuất bản khác để mà ký hợp đồng. Chào chú. Từ từ. Sao tuổi trẻ giờ nóng tánh quá vậy? Nè, cậu biết tôi bị bệnh gì không? Bệnh tim. Cậu mà hù tôi vậy à, tôi chết tại đây rồi, cậu bồi thường nhân mạng nổi không? Nghe không? Thôi bây giờ vậy đi. Được hết á. Được hết á. Bây giờ cho tôi xin cái tựa của tiểu thuyết rồi. Chú vừa nói là chú bị bệnh tim mà. Thì đúng rồi. Thì chú không nên nghe cái tựa của tiểu thuyết này đâu. Lỡ chú có chuyện gì, làm sao bồi thường nhân mạng kịp. Nhưng mà cái này là cái tựa, chứ đâu phải có nội dung đâu. Nó mới nằm ở cuốn tim. Nó chưa có xuống cái trái tim. Nói đi mà. Được. Nếu chú muốn nghe thì con sẽ tiết lộ. Tựa cuốn tiểu thuyết mới của con có tên là Ngôi Miếu Oan Khóc. Ngôi Miếu Oan Khóc. Chú Phi ơi, chú Phi. Có chuyện gì? Ủa, ba, sao ba lại ở đây? Ba hỏi con mới phải đó. Ủa con, bên công ty anh Đào á, pháp lý chưa xong hả? Dạ, con qua hỏi chuyện chú Phi về công ty anh Đào. Nó có thắc mắc gì, cậu chỉ dạy lại cho nó. Dạ. Thôi tôi đi à, nhớ lời tôi dặn. Lo làm việc nha. Dạ. Hú hồn hú vía, hú hồn hú vía, hú hồn hú vía. Sao? Bình tĩnh đi, có chuyện gì muốn nhờ chú hả? Để con uống miếng nước lấy lại bình tĩnh cái đã. Sao đắng quá vậy? Sao? Nói đi cô. Chú Phi, chuyện á là anh Long ảnh... Cái gì? Quen người ta hồi nào mà kêu người ta bằng anh Ngọt Sớt vậy? Chú này cứ chọc ghẹo con hoài à. Ghét quá, không nói chuyện với chú nữa. Nếu mà con không nói á, chú đi ạ. Anh Duy Long á, anh sắp ra một tiểu thuyết mới. À, chắc lại muốn xin chữ ký của người ta đúng không? Không, lần này á, ảnh không có ra nguyên một quyển mà là ảnh ra từng kỳ, từng kỳ. Từng kỳ. Đó cũng là cách giới thiệu cho độc giả biết một cách nhanh hơn, cũng hay. Chú không biết gì hết hả? Con có nói đâu chú biết. Chú hiểu ý của con mà. Nói cái gì? Cái gì? Muốn nghỉ nữa hả? Đúng rồi. Chú Phi đúng là bạn của con á. Cho con nghỉ 3 ngày nha. Nghỉ 3 ngày? Mà con nghỉ 3 ngày con làm cái gì? Thì đúng rồi. Một ngày á là con chuẩn bị hoa cho ảnh. Một ngày á là con đem hoa lên tòa soạn tặng cho ảnh. Con nhất định phải là người đầu tiên đọc cái kỳ đầu tiên trên tờ báo của ảnh. Còn một ngày á là con để dành đi tham dự họp báo của ảnh nữa. Nhà chú đi mà chú Phi. Thôi được rồi, con cứ nghỉ đi. Nhưng mà chú phải tìm cách lựa lời nói với ba mới được. Dạ con cảm ơn chú Phi. Vậy con về phòng làm việc nha. À, mà cuốn tiểu thuyết lần này ra tên gì vậy? Một cái tên nghe vô cùng hấp dẫn. Vô cùng hấp dẫn? Tình yêu không biên giới hả? Hay tình yêu thiên thu? Hay là tình yêu vĩnh biệt? Không 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 không. Lần này anh Long á, ảnh không có viết tiểu thuyết về tình cảm, mà ảnh viết tiểu thuyết trinh sát vụ án. Vụ án hả? Vụ án ở đâu? Con cũng có biết đâu, đã đọc đâu mà biết. Nhưng mà con đoán là một vụ án nào đó xảy ra ở trong ngôi miếu. Tại vì cái tựa đó là Ngôi Miếu Oan Khóc. Ừ, nghe nói là ngôi miếu đó ở Long Xuyên á. Sao, cái tên hấp dẫn quá đúng không chú? Chú Phi, coi như chú hứa với con rồi đó nha. Con đi về phòng làm việc đó.
chú. Chú hứa với con là không được nói cho bà con biết đó nha. Nhớ nha. Hứa nha. Chú hứa. Con cảm ơn chú. Mẹ, cậu Nam. Dạ. Có tin tức gì chưa? Ủa tin tức gì là đó coi cái gì? Cái cậu giận mặt cái tôi hả? Cậu nhớ bữa nay ngày gì hả? Bữa nay là ngày ra mắt cái tập đầu tiên của Chuyện Diệu Kỳ Ngôi Miếu Quan Khóc của mình. Nhớ chưa? Dạ. Trời đất ơi, tôi muốn cậu nói cho tôi biết là cái phản ứng độc giả như thế nào. Độc giả phản ứng như thế nào làm sao con biết được? Làm cái sao? Chuyện đó của độc giả nó phải của con. Trời đất ơi, giận mặt cái tôi hả? Ủa thì sao cậu ăn nói gì vô trách nhiệm vậy? Cậu là người của tòa sản. Bây giờ cậu không biết thì bây giờ cậu trả một giọng. Cậu coi con có thái độ, cái phản ứng của họ sao? Cậu vừa báo cáo lại cho tôi. Đi ra ngoài đây cái đi. Ủa ngoài kia làm gì có tiếng ồn như vậy? Gì âm sầm dữ vậy? Chạy ra ngoài coi coi. Rồi đi vô tới à. Trời chú Phú ơi, chú Phú có chuyện kìa chú Phú. Chuyện gì? Ở ngoài kia đó có mấy cô gái đang biểu tình rồi gặp anh Di Long kìa. Vậy Kiếm Di Long hả? Di Long chị. Di Long đâu có lên đây đâu Kiếm. Thì con nó có biết đâu. Thôi bây giờ vậy nè. Bây giờ chú chạy ra ngoài đó chú giải quyết đi. Chứ thôi hồi là có máu đổ đó. Cái gì mà biểu tình mà có đổ máu vậy? Gì thế ghê vậy? Thì bây giờ người ta biểu tình. Ờ. Biểu tình thì người ta chọi đồ. Chọi đồ thì thế nào cũng có miễn bài. Miễn bài là chảy máu à. Trời đất ơi. Trời. Thôi bây giờ vậy, dạ ngoại kêu bảo vệ đóng cổng lại, nghe không? Rồi hà hồi phân giải, nghe chưa? Đi đi. Rồi, dạ dạ. Bây giờ sao? Chạy ra ngoài luôn đi. Dạ thôi. Mệt quá. Sửa cái đường rồi. Hủ hồn, mình mà chạy ra ngoài, thế nào cũng ôm đầu máu chạy vô. Đây. Dạ. Rồi tôi biết rồi, từ. Đi ra ngoài đây cái đi. Trời ơi, đi ra ngoài đây đi. Rồi từ gặp. Rồi tôi biết rồi nè. Muốn cái gì thì tòa soạn đáp ứng hết. Bây giờ bình tĩnh nói đi cái gì. Chúng tôi muốn gặp anh Di Long. Gặp Di Long hả? Gặp Di Long để làm gì? Chúng tôi muốn biết kết thúc cái chuyện như thế nào. Đúng rồi đó. Muốn biết kết thúc câu chuyện hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, mới có một kỳ mà bây giờ muốn biết kết thúc câu chuyện luôn. Đúng rồi. Cái đó phải hỏi Di Long mà nay Di Long đâu có mặt ở đây đâu. Không có ảnh ở đây, tôi tặng cho ông luôn nè. Trời ơi. Rồi, đổ máu thiệt rồi. Đổ máu nào? Cái này là người ta hâm mộ rồi, người ta tặng bông cách hơi lạ tôi cái gì đâu, đổ máu. Báo mới đây. Chuyện nhiều kỳ có Ngôi Miếu Quan Khóc của nhà văn Di Long số đầu tiên mới ra đây. Tờ báo tin tức, đây, số đầu tiên của bộ Miếu Quan Khóc nè. Đó, Miếu Quan Khóc đó. Ngôi Miếu Quan Khóc. Còn tờ đầu tiên, còn tờ cuối cùng hết rồi đó. Còn hết. À, hết rồi anh ơi, cái Ngôi Miếu Quan Khóc á, mong nãy giờ mọi người mua hết trơn rồi. Sao vậy chị? Chuyện nó hay mà. Thì tại vì hay cho nên là mọi người mới ùng kéo tới mua đó. Câu chuyện Ngôi Miếu Quan Khóc là câu chuyện có thật.
không phải chuyện tiểu thuyết. Tôi là nhân chứng của 30 năm trước. Tờ xuất kho này á. Cô Hạnh à, sáng giờ cô có thấy ai vào phòng tôi không? Em thì không có vô, còn người khác có vô không thì em không rõ à. Mà em nhìn sắc mặt anh không được tốt, anh có sao không anh? Tôi bình thường mà. Cô Hạnh à, cô qua phòng của cậu Phi, nói cậu Phi qua gặp tôi gấp. Dạ, em đi liền. Ừ. Vừa định tìm anh hỏi về chuyện hợp đồng, mà cũng may á là anh tìm em. Chuyện hợp đồng để sau đi, cậu ngồi đi. Dạ. Cậu Phi nè. Dạ. Tờ báo đó của ai vậy? Tờ báo nào anh? Sáng nay vào phòng làm gì, tôi đã thấy tờ báo đó nằm sẵn trên bàn của tôi rồi. Dạ, thường thì thư ký á, sáng nào cũng mang cho anh mà. Nhưng ai là người đã lấy bút đỏ khoanh tròn chữ ngôi miếu hoàng khóc? Lạ thật. Cậu Phi, tìm cho bằng được người đã làm chuyện đó cho tôi. Em nghĩ chắc chắn á là sẽ không ai nhận đâu. Không nhận mà được với tôi à? Tại vì á, bên công ty của mình á, tới 100 mấy chục nhân viên lận, mình không thể nào mình tìm từng người á ra mình hỏi được. Có khi nào chuyện này từ người ngoài không anh? Vậy bây giờ cậu báo tôi phải làm sao? Bây giờ chỉ có một cách á, là mình tới tòa soạn, mình tìm đúng cái tên nhà văn đó, mình hỏi tường tận câu chuyện. À mà anh, trong câu chuyện này á, anh có can dự gì vô không? Mà sao em thấy anh... Kìa cậu Phi, cậu nói gì kìa vậy? Làm gì tôi liên can tới chuyện này? Chẳng qua là gì, tôi thấy cái bài viết đó, nó có gì gần gần với quá khứ của vợ chồng tôi, cho nên tôi không vui. Mà chủ yếu là vợ tôi không vui. Tôi không muốn cô ấy buồn mãi về chuyện của quá khứ, có vậy thôi. Dạ em hiểu rồi. Xin phép nha, anh đã lại con Hồng Sơn. Ừ. Làm cho ba hết hồn vậy con? Ngất lưng. Mày riết giống con trai vậy á. Giận tí, chú ba
Hôm nay con qua đây á là có một chuyện rất là quan trọng con muốn hỏi chú nè. Chú, chuyện gì? Chú có biết gì về ngôi miếu Oan Khóc hay còn được gọi là miếu ông Ba với Long Xuyên không? Biết. Gần nhà chú dưới á. Hả? Thiệt hả? Ở gần nhà chú hả? Trời. Mày làm gì? Thiệt luôn hả? Vậy là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ở gần nhà chú. Ủa cái miếu đó của con hay gì mà con mừng dữ vậy? Không có. Trời ơi con mừng quá. Không phải, cái ngôi miếu đó là... Ông mà chú Ba, nếu mà vậy á, là chú có biết gì về ngôi miếu đó không? Chú kể cho con nghe về ngôi miếu đó đi, coi nó có giống trong tiểu thuyết không? Tiểu thuyết gì? Có một quyển tiểu thuyết của nhà văn Duy Long viết về ngôi miếu Oan Khóc ở Long Xuyên. Nhưng mà ảnh không có nói cụ thể là ở đâu hết đó. Nhưng bây giờ thì con biết rồi, ở gần nhà chú Ba. Ủa, có tiểu thuyết đó luôn hả? Có, đây nè. Đâu, đưa chú coi. Nó đúng hơn á là một cái chuyện nhiều kỳ, chú đọc đi. Chú Ba, cầm ngựa kìa. Chú Ba, cầm ngựa kìa. Chú không biết chữ. Con đọc cho chú nghe. Con quên. Đây, thôi để con đọc cho chú luôn nha. Đây là một cái chuyện nhiều kỳ của nhà văn Duy Long. Viết mấy kỳ rồi, hấp dẫn lắm. Ai người ta cũng trông chờ để đọc hết đó. Con nhớ luôn cái phần lược chuyện rồi. Trong đầu con hết nè, để con kể cho chú nghe. Long Xuyên, ngày mưa gió. Một tiểu thuyết nhiều kỳ của nhà văn Duy Long dựa trên một câu chuyện có thật về một ngôi miếu oan thương người qua lại, nơi lưu giữ linh hồn của một người đàn ông. Ông Ba. Ông ta đã bị người ta đập chết và cắt mất đầu. Kể từ đó, linh hồn này không hề siêu thoát được, cứ dứt da dứt dưỡng ở trong ngôi miếu, đau đớn, than khóc, để chờ kẻ thù ác lộ diện, báo oán. Chú Ba. Cái gì con? Trời ơi, sao chú nhập tâm, chú cuốn vô câu chuyện dữ vậy? Anh Duy Long viết hay lắm đúng không? Thì cũng được. Cũng được nhưng mà cũng được. Hay như vậy mà cũng được gì? Nè, để con kể cho chú nghe kỳ mới nha. Thôi con đừng đọc nữa. Con cũng biết tính chú rồi. Chú người nhát gan. Đọc ba cái này rồi cái tối chú bị ám ảnh chú ngủ không được. Với lại vậy nè, con đừng có đọc cái chuyện này cho ba má con nghe nha. Ủa sao vậy chú? Con thấy hay mà. Thì ba má của con á cũng giống như chú vậy đó. Nghe cái này xong rồi ám ảnh, tối ngủ cũng không được. Chú nói nghiêm túc á. Chú chưa bao giờ con thấy chú nghiêm túc vậy luôn á. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả chú? Không, thì con cứ biết vậy đi. Nhớ là đừng có đọc cho má bán con nghe. Thôi bây giờ tự nhiên chú bữa nay chú không được khỏe, con về đi. Bữa khác rồi qua nói chuyện với chú nha. Chú đi nghỉ ngơi một cái nha. Vậy thôi. Con về nha, chú nghỉ ngơi nha. Bữa khác con qua kể chuyện tiếp chú nghe. Về đi con. Con đi á. Dạo này như thế nào hả anh? Mấy hôm nay bên phát hành báo phải tăng số lượng gấp 2, gấp 3 lần. Có hôm lên gấp 3, gấp 4 luôn đó em. Vậy là tình hình khả quan rồi. Chắc là ông Thức và má anh sớm muộn cũng sẽ đọc được thôi. Quan trọng là hai người đó có quan tâm có đọc báo hay không thôi. Em nghĩ ông Thức và má anh đều là người có học thức, chắc chắn sẽ quan tâm đến báo chí. Quan trọng là cái tờ tin tức của mình có đủ nổi tiếng hay không thôi. Báo tin tức là một trong những tờ báo bán chạy nhất hiện nay đó. Vậy là tốt rồi. Mình chỉ cần chờ kết quả thôi.
Em làm ơn ra ngoài xem coi thử là ai tìm anh. Nếu mà độc giả nữ là nói là anh Long không có ở nhà nha. Ờ, từ đây về sau mình xưng hô vậy cho nó gần gũi được không Quỳnh? À, nhưng mà như vậy là anh đang xúi em nói dối độc giả của anh rồi. Ờ, cái này nhưng mà nói dối là tốt mà. Chúc anh nha, cảm ơn nhiều. Phải không? Mời anh ngồi. À, cảm ơn em nha. Ê, ai mà đẹp quá vậy? Hồi nãy tôi bước vô đây tôi tưởng đi lộn nhà không á. Nhiều chuyện quá, qua đây làm chi? À, quên nữa, qua đây để lấy bản thảo về tòa soạn. Tôi chuẩn bị sẵn rồi nè. Tòa soạn có chuyện gì không? Làm gì phờ râu luôn chứ còn gì nữa. Làm gì phờ râu? Thứ nhất á, là số báo tăng lên thì tất cả các bộ phận giống như là làm bản kẽm nè ha, in ấn nè, phát hành nè, làm việc tất bật luôn, làm bù giờ, làm tăng giờ luôn đó. Cái điều thứ hai mới quan trọng nè, cái đám độc giả mà cuồng mộ á, quên, ái mộ, mà tôi nói chính xác hơn là ái mộ ông một cách cuồng nhiệt, một cách gọi là ngu xuẩn. Trời ơi, tối ngày cứ chầu trực ở trước tòa soạn chờ gặp ông cho bằng được, làm cho nhân viên tiếp khách của tòa soạn làm việc mệt nghỉ luôn. Người ta độc giả, nó gọi người ta là cái đám này đám nọ. Thì độc giả của ông chứ đâu phải độc giả của tôi đâu. Thì cứ nói với họ là tôi đi Đà Lạt hay miền Tây gì đó, tôi tìm chất liệu tôi viết là được chứ gì. Ông làm đi dễ lắm mẹ. Nói ông đi về miền Tây hoặc là đi Đà Lạt viết, họ tin mới là lạ. Mời anh uống nước. Cảm ơn em. Bác sĩ riêng của tôi đó. Trời, anh đừng hiểu lầm nha. Tôi với anh Long chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là bạn? À, bác sĩ riêng à. Hiểu rồi đúng không? Ừ, hiểu. Hiểu rồi thì về đi. Ê, người ta mời nước chưa uống luôn á. Chưa uống lẽ đi về. Mất hứng à, không uống nữa. Không uống thì về đi. Cái gì đuổi hoài vậy? Từ tôi về. Cho tôi ở lại tôi đọc trước được không? Tôi nói thiệt á, là tôi rất là ghiền cái chuyện của ông luôn. Tôi muốn đọc trước coi diễn biến nó như thế nào á, nghe. Rồi, rồi bây giờ về tòa soạn mà đọc. Cũng mang tiếng nhà văn, nhà thơ, văn sĩ gì mà không chịu tự viết cho mình đọc, đọc kéo người ta không? Đừng nói về tự ái nghe. Chẳng qua là tôi chưa có cảm hứng tôi viết thôi. Từ từ chứ. Với lại tôi thấy tôi có cố gắng như thế nào tôi cũng không có bằng ông. Vậy thì về tòa soạn đọc đi. Trời, đủ nữa hả? À, thôi hiểu. Thôi tôi về cho hai người dễ nói chuyện. Thôi anh về nghe. Chào anh. Thôi em cũng phải về đây. Không sao, không sao. Trời, anh Trường cứ bật thêm. Để lụm cho, để lụm cho. Mấy bản thảo này phải sạch vì nó rất là quan trọng với anh Long. Đi coi đừng có la la chửi anh đó. Tại anh bất cẩn quá. Đưa đây. Tôi xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá. Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được. Tôi có nghe lầm không? Chưa bao giờ mà ông ăn nói dịu dàng với tôi như vậy luôn á. Nhưng mà có người chờ anh ở tòa soạn á, giọng không có dịu dàng như tôi đâu. Kể đi, kể đi. Thôi tôi đi nha, đi đi nha. Cảm ơn em nha. Anh làm gì cảm ơn em hoài vậy? Vì những chuyện em phải làm cho anh. Anh, vì tại mình là bạn mà. Nhưng anh muốn
đỡ hơn chút bạn. Có lý do mà. Phi Long có bạn gái. Cái chuyện này bây giờ con về con viết con đăng bài, chắc chắn nó sẽ trở thành tin sốt dẻo, thu hút độc giả. Được không chú? Được, con về con làm liền nha. Khoan đã. Sao vậy? Cậu làm ơn cậu dùng cái não cậu suy nghĩ với tôi được. Cậu Long đang là cây bút chủ lực của tòa soạn mình, là một ngôi sao sáng của tòa soạn mình. Bây giờ lâu rồi cái tin cậu Long đang có bạn gái, thì cậu nghĩ đi, cậu Long á nha, có thể không được sự ủng hộ của độc giả, mà nhiều khi tòa soạn của mình cũng bị tẩy chay không chừng nữa. Vậy mà con nghĩ không ra, ghê vậy hả chú? Chứ sao? Bởi vì cái tin này nè, giấu nghiệm giùm tôi nè. Giấu luôn. Giấu luôn. Còn cậu á, về lo tập trung chuyên môn, bớt tào lao lại giùm nha. Dạ. Gì mà ghê vậy ta? Mình chỉ muốn tốt cho tòa soạn thôi. Nè, mắt tôi á 10 trên 10. Dạ. Tai tôi thính lắm, bớt nói lén mà. Dạ con biết rồi, con xin lỗi chú. Không biết giờ này thằng Chậm nó đang làm cái gì. Lâu quá rồi không có gặp nó, sao mà nhớ nó quá vậy nè. À, giờ này chắc là nó đang trong tòa soạn. Lâu lắm rồi nó không hỏi thăm gì mình hết. Chắc là thằng nhỏ đang còn giận mình. Chạy đi, ta mà bắt được tạm thịt của ngươi. Đúng rồi, bắt được con nha. Bắt được. Bác hai. Ây da. Bác hai. Ây da. Bác hai có sao vậy bác hai? Đau chết quá. Bác hai. Ngươi đã bị bắt rồi. Ngươi sẽ bị ăn thịt. Dạ không ăn thịt, đi ăn cơm. Hiểu không? Dạ chịu. Đi ăn cơm. Đi. Hai nhỏ. Nè. Tôi không có bán đất cho chị nữa đâu. Chị đi về đi, đừng có kỳ kèo mất thời gian. Tôi đến đây tôi đưa cho ông coi cái này nè. Đọc đi. Xin lỗi chị, tôi không biết chữ. Ông nói ông không biết chữ hả? Ông đọc đi, ông biết chữ liền. Đọc đi rồi sáng mắt ra. Mày làm cái gì vậy? Anh hai, anh có đọc báo không? Sao người ta lật lại cái vụ án đó vậy? Vụ án gì chứ? Thì cái vụ thằng Ba Thành ở dưới quê mình đó. Bây giờ họ viết thành tiểu thuyết luôn rồi. Nói nhỏ. Thì cái miếu đó nổi tiếng mà, nhà báo người ta muốn viết cái gì thì người ta viết. Nhưng mà nè, tuyệt đối không nói chuyện này cho chị hai mày biết nghe chưa. Mà thôi, tốt nhất là đi về quê giùm tao đi, đừng có lãng vảng ở Sài Gòn này, phiền phức lắm.
Em biết rồi, nhưng mà mình có cần... Tao biết phải làm cái gì rồi. Thôi mày đi lẹ đi. Ờ, thôi, em đi về. Tối ngày đem rắc rối cho người khác không? Một ngày anh đọc từng này thư luôn hả? Như đây là ít á. Có nhiều hôm á, cả bao thư luôn. Vậy hòm thư ở bưu điện đâu có nhận thư của anh đâu đúng không? Mấy cô ở bưu tá dễ thương lắm. Họ không có để thư của anh vô trong hộp thư, mà họ bỏ trong bao á, chất một chỗ để anh tới lấy. Hai anh nghỉ ngơi đi, còn lại để em tìm cho. Ờ, có thể cái người mình cần tìm á nằm trong số thư này nè. Em đọc giùm anh nha. Anh tin em đến vậy sao? Nếu như bây giờ anh nói em là người mà đáng tin nhất đối với anh thì em nghĩ sao? Ủa, bác Hai. À, bác Hai. À, bác Hai ở lại nói chuyện với anh Long nha. Con xin phép ra ngoài mua nước cho bác Hai. Bác Hai ngồi đi. Bác Hai lên sớm như vậy, có chuyện gì không bác Hai? Chậm à, con hãy dừng ngay cái việc giết về ngôi miếu đó đi. Đó là công việc kiếm tiền của con, làm sao con dừng được? Mấy lần trước đúng là con kiếm tiền, còn lần này mục đích của con không phải kiếm tiền. Dạ đúng, mục đích con giết á là muốn tìm ra sự thật. Con còn muốn tìm sự thật gì nữa? Về cái chết của cha con. Bác đã nói với con rất nhiều lần rồi, là do ông Thức, ông ta là người phá hoại gia đình con, dụ dỗ má con. Nhưng bác ơi, vào thời điểm đó má con đâu phải là cái tuổi 14 hay 15, mà đã có chồng đã có con rồi, làm sao dễ dàng mà để cho ông Thức dụ dỗ vậy được? Vì hắn ta là một người rất thâm độc, rất nham hiểm. Hắn ta đã bày đủ mọi mưu kế để hãm hại nhiều người, trong đó có má con. Nếu như bác nói vậy, vậy má con là một người nhẹ dạ cả tin và ham tiền ham vật chất hả? Chậm, má con không phải là người như vậy. Bác ngăn cản con giết vì bác sợ. Bác sợ con viết đúng sự thật về người bác thương đúng không? Chậm. Nếu bác nói má con là người tốt, mọi việc đều do ông Thức, tại sao bác biết mà bác không ngăn cản? Sao con biết là bác không cản? Có, bác có ngăn cản, nhưng bác ngăn cản cho có thôi. Bác thừa biết cha con với ông Thức có mâu thuẫn với nhau, nhưng bác là chỉ làm lơ để mà ngư ông đắc lợi đúng không? Còn im đi. Tại sao con có thể nghĩ về bác như vậy hả Trâm? Trời ơi là trời, ân oán, mong muốn báo thù đã làm cho con lú lẫn rồi. Con nghe lời bác Hai đi, làm ơn dừng cái chuyện điều tra này lại, đừng có để mọi chuyện đi quá xa nữa chồng. Bác ngăn cản con tìm ra sự thật vì bác sợ con điều tra ra sự thật là bác muốn chiếm má con làm của riêng cho mình, và thậm chí có thể bác là hung thủ giết chết cha con. Nãy giờ anh có chuyện gì vậy? Cậu muốn làm gì đó thì cậu làm đi. Bác Hai, bác Hai, anh xem anh làm bác Hai giận rồi kìa. Sao anh nặng lời với bác quá vậy? Dù sao bác cũng là người nuôi lớn anh mà. Anh cũng không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng mà càng nghĩ thì anh càng tức. Như đúng sự thật, bác của anh có tư tình với má của anh thì anh sẽ không bao giờ tha cho bác đâu. Ngay cái chuyện anh quyết tâm đi tìm sự thật mà bác ấy luôn luôn ngăn cản, chứng tỏ là bác ấy có cái gì đó khuất tất để mà che giấu.
Rồi anh tin bác anh là người hại cha anh thật sao? Anh không muốn tin. Anh thật sự không muốn tin. Nếu anh không còn cách nào khác. Anh xin lỗi. Em về đi. Bây giờ anh rối lắm rồi. Mục đích của anh không sai, nhưng đáng lẽ anh phải suy nghĩ kỹ trước khi viết cuốn tiểu thuyết này, thì sẽ làm tổn thương người khác. Một người vô tội đã chết thì chắc chắn phải có một kẻ thù ác. Anh đang điều tra tìm ra hung thủ và những kẻ tiếp tay cho hắn. Anh làm gì có sai? Nhưng anh nói những điều không đúng về má anh, nên bác hai anh mới giận như vậy. Thì bây giờ em nói đi, anh nghĩ sao về má anh đấy? Chồng chết chưa kịp chôn mới bỏ đi theo trại, để cho anh bơ vơ như vậy. Một người phụ nữ như vậy có đáng ca ngợi không hả? Không đáng ca ngợi, nhưng mà lỡ đáng được thông cảm thì sao? Dù sao anh cũng đâu có biết hết sự việc đâu. Anh biết em là phụ nữ, cho nên em sẽ bình tĩnh phụ nữ. Còn bây giờ em bắt anh phải tin má anh, chẳng khác là bắt anh tin mặt trời mọc ở hướng tây. Anh coi nè, bác hai mang bánh lá mứt cho anh. Đây có phải là bánh anh thích lắm không? Là bác hai thương anh lắm á. Nếu như em muốn ăn thì em đem về ăn đi. Xin lỗi ông, nhà Giang Duy Long bây giờ không còn là phóng viên thường trực nữa. Bây giờ chỉ qua viết cái mảng văn hóa văn nghệ, chỉ là cộng tác viên thôi, cho nên là không có thường xuyên lên tòa soạn. Vậy ông có thể nào cho tôi biết địa chỉ nhà văn Duy Long? Nói thật, đứa con gái của tôi rất là ngưỡng mộ nhà văn Duy Long. Nó rất là muốn xin chữ ký. Thật ra thì công ty Hải Lâm với lại tòa soạn thì cũng là chỗ thâm tình. Nếu mà cháu nó thích cái đầu sách nào á thì ông cho tôi xin lại cái tựa, rồi tôi nhờ nhà văn Duy Long ký rồi gửi qua công ty ngay. Con gái của tôi á, nó chỉ thích truyện Ngô Miếu Quan Khóc thôi. Có gì mà đáng cười? Dạo này tòa soạn chúng tôi á tiếp rất nhiều khách, và hầu như ai cũng hỏi về chuyện Ngô Miếu Quan Khóc. Nhưng thật ra thì tác giả Duy Long chỉ mới viết được có một phần ba thôi. Sao lạ vậy? Truyện từng kỳ á thì phải chọn vẹn mới được đăng chứ. Ngoại trừ đây là câu chuyện có thật. À không không, đây là một câu chuyện hư cấu. Chính nhà văn Duy Long khẳng định với chúng tôi như vậy. Hư cấu mà viết sống động, làm tôi cứ tưởng đây là một câu chuyện có thật ngoài đời. Thì như vậy mới là nhà văn tài giỏi chứ. Nhà văn Duy Long á bây giờ là có một cái tên là sát thủ của những bà nội trợ. À, tôi nghe giọng văn của cậu ta có vẻ là người miền Tây. À. Ủa, cậu ta sinh ra ở đâu? Sóc Trăng, Long Xuyên đều có Ngô Miếu ông Ba mà. À, thì thật ra là cậu ta sinh ở Vĩnh Long. Như vậy nhà anh ta có đông anh em không? Ba mẹ còn không? Ôi, nhà đông anh em lắm, 9-10 người lận. Ba má cũng còn nhưng mà yếu lắm, bệnh hoạn hoài. Cho nên là bây giờ là cậu ta phải giết ngày giết đêm để mà kiếm tiền lo cho gia đình. Tội lắm, bởi vậy đâu có vợ con gì được đâu. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có vợ? Tầm 39-40. Một nhà văn nổi tiếng 40 tuổi mà chưa có vợ hả? Chưa có vợ chính thức thôi. Chứ mà vợ không chính thức thì đầy, con cũng đầy đàn luôn. Thôi được rồi, những gì mà tôi muốn biết á tôi đã hỏi ông hết rồi. Bây giờ tôi có việc á, tôi xin phép về trước. À dạ. À, nếu mà bên công ty cần quảng cáo thì cứ nhắn với tòa soạn, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ông an tâm đi, miễn sao bên ông á đừng có viết xấu về công ty tôi được rồi. Không dám, không dám. Dạ xin phép. Dạ.
Sư phụ. Cái gì vậy? Sao chú nói xấu nhà Giang Duy Long dữ vậy chú? Ừ? Còn mét á nha. Mét cái gì? Trời ơi, nhìn biết quá rồi. Mấy ông này là muốn gả con gái cho Giang Duy Long thôi. Ủa? Bởi sao? Bây giờ Dạ Văn vừa có tiếng mà vừa có tiền nữa, cho nên bú bú lại vậy. À, bởi vậy tôi ghét nói vậy đó, hiểu không? Vậy là đúng rồi. Chú, ừ? Mai mốt mà con có nổi tiếng á, chú đừng có ghét, đừng nói xấu con vậy nha. Ừ, còn lâu lắm con ha. Lâu lắm luôn á. Nhiều chuyện quá. Đi làm việc đi. Dạ. Con gửi chú. Thực ra tên nhà Văn Duy Long này á cũng đã có tuổi, chắc ngoài 40. Vậy thì không phải rồi. Quê ở Vĩnh Long, cha mẹ còn, nhà đông anh em lắm anh. Vậy tại sao hắn ta lại biết về câu chuyện của ngôi miếu? À, tôi cũng chỉ thắc mắc giống như mọi người thôi. À, em có hỏi một số người trong tòa soạn á, thì họ nói ngôi miếu Quan Khóc này á chỉ là chuyện tưởng tượng, không có thật. Có thể là nhà Văn Di Long nghe loáng thoáng từ đâu rồi nên viết thành một câu chuyện như vậy. Ừ. Mà ai mà về Long Xuyên á cũng có thể nghe về câu chuyện đó. Chắc cậu ta chọn ngôi miếu này rồi tưởng tượng câu chuyện cho nó hấp dẫn hơn vậy mà. Cũng có thể. Nhưng trong câu chuyện có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên rất giống với hiện thực. Là sao? Cậu nói đi. Có một người quen cho em biết bà Đại, một nhân vật trong câu chuyện là mẹ của nữ chính, đã chết trong viện tế bần. Có một số người khi họ mất đi, mình có cảm giác rất bình thường, giống như là họ chưa từng tồn tại trên thế gian này. Anh Lâm, anh nói gì vậy anh Lâm? À, đâu có gì. Cậu làm tốt lắm. Thôi, cậu về làm việc tiếp tục đi. Dạ. Có sao không? Em không sao đâu. Có cần anh gọi bác sĩ cho mình không? Không cần đâu mình. Em cũng chỉ là tâm bệnh thôi mà. Em nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi. Mình nè, anh biết mình vẫn mãi buồn về chuyện của thằng Chẩm. Mình yên tâm nghe, anh dẫn cho người đi tìm nó. Anh tin chắc rằng hai vợ chồng mình sẽ sớm gặp lại con thôi. Nhưng em lại có một nỗi sợ. Em sợ điều gì chứ? Em sợ tuổi mình càng ngày càng già đi. Mà khi già thì sức khỏe lại yếu, lại không có thời gian để gặp lại con. Em lại nói lung tung nữa rồi. Mình còn trẻ lắm, mình biết không? Anh tin chắc rằng nhất định hai vợ chồng mình sẽ sống tới ngày gặp lại con mà. Em cảm ơn mình lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng và che chở cho em. Mình nói cái gì vậy? Làm sao mà anh không lo lắng cho mình được? Mình có biết mình quan trọng thế nào trong cuộc đời anh không? Mình có biết
mỗi lần bên cạnh mình như lúc này, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Anh cảm thấy mình bình yên và hạnh phúc vô cùng. Cái gì? Không lấy được bản thảo hả? Không. Dạ, lấy không được. Là không có ở nhà hay là sao mà không lấy được? Cậu Long ở nhà chứ ở đâu. Nhưng mà cậu ấy nói là bây giờ là tôi không có hứng gì cho nên tôi viết không được. Trời đất ơi, trả lời vô trách nhiệm vậy hả? Lãnh lương á thì lãnh lương cố định ha, còn á làm á thì làm cộng tác viên. Trời ơi, sung sướng đến vậy rồi mà đối xử với tôi vậy luôn á hả? Chưa hết đâu, cậu Long nói là bây giờ cậu Long muốn rút ra luôn, chỉ làm cộng tác viên thôi cho đỡ ràng buộc. Trời, với lại chú ơi, dạo này em cũng thấy cậu Long lơ là cái chuyện viết lách lắm, cái đầu ổng nghĩ đâu đâu không à. Ui, tức. Nếu mà cậu Long á không phải là ngôi sao á, tôi đuổi việc từ lâu rồi. Bây giờ sao thì bây giờ phải làm sao đây? Con có cách. Ừ? Cách gì? Nói nghe coi. Chú nhớ cậu Long có một cô nhân tình tên là Quỳnh, là bác sĩ. Thì nhớ không? Ôi, cái chuyện tôi nhớ lâu rồi, có gì không? Con sẽ đi thuyết phục cô Quỳnh kêu cậu Long viết tiếp, chắc chắn sẽ được. Thuyết phục mà. Vậy thì con chờ gì nữa, đi đại đi. Con hỏi ý kiến chú có được không? Nè, tôi giao cho cậu cái vụ đó nha. Hai ngày nay không ra được kỳ nào, bây giờ độc giả muốn đốt cái tòa soạn này luôn rồi. À, rồi rồi. Hiểu không? Đi đi. Rồi rồi, con đi liền, đi liền. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bây giờ làm sao đi? Trời ơi, giái ơn trên phù hộ độ gì cho con qua được kiếp nạn này. Con ăn chay một tháng, chứ không có tình hình này, con ma không đầu, con độc giả đây chắc cạo đầu khô con luôn. Trời ơi là trời, ơn trên phù hộ, ơn trên phù hộ. Chú Phi, có ba con ở đây không vậy chú? Không có ba con ở đây, nhưng mà chắc con có chuyện gì á muốn nhờ chú Phi mà không cho ba con biết đúng không? Đúng á, là chú Phi thông minh thiệt á, chú Phi là số 1. Vậy mà chú Phi cũng đoán ra được nữa. Thôi, ngồi ghế nước trà đi, mình nói chuyện. Dạ. Sao? Có phải chuyện về nhà Văn Di Long đó đúng không? Chính xác. Chú Phi, chú đúng là bạn thân của con á, cái gì chú cũng hiểu hết trơn á. Chú, anh Duy Long á, đã 3 ngày rồi mà anh còn chưa có đăng bài. Chú nghĩ coi anh có bị gì không? Chắc có thể là do cậu ta bận hay cạn ý tưởng nào đó nên ta mới không đăng bài thôi. Cạn ý tưởng thì cũng có thể, còn bận công chuyện thì là bận công chuyện gì? Cũng có thể là anh ta cưới vợ. Cái gì cưới vợ? Chú tào lao quá à. Không cho, không được, không được, không được. Ai cho phép bạn cưới vợ chứ? Hân nè, con có muốn nghe chú nói một điều nghiêm túc không? Ờ. Năm nay con 20 mấy tuổi rồi? 24. À không, 23. 23 tuổi á cũng không phải là tuổi nhỏ nữa. Ở cái tuổi của con á, người ta có thể có chồng, có con, có gia đình riêng. Còn con á, là con có một vị tổng giám đốc một công ty lớn, đó là phúc phần của con. Nếu mà con không giúp gì được cho ba con á, thì cũng nên làm gì đó cho xã hội, chứ đừng suốt ngày á cứ chạy theo tên nhà Văn đó. Ở độ tuổi anh ta thì ít ra anh ta cũng đã có vợ hoặc có người yêu rồi, thì con á nằm ở đâu trong trái tim của anh ta? Nhưng mà bộ mình không được phép đặt tình cảm như một người khác hả? Con có quyền đặt tình cảm như một người nào đó, nhưng mà con có biết người đó có đặt tình cảm cho con hay không? Chú nói như đó, con suy nghĩ lại đi. Bây giờ chú bận rồi, chú xuống còn đi chăm công cho người ta nữa. Chú đi trước à? Ba, con qua đây làm gì? Về phòng làm việc đi. Dạ. Dạ, xin phép ba con đi.
và anh Lâm mới tới. Cậu nói hay lắm. Phải có người nói với con Hân như vậy thì nó mới tỉnh ngộ. Nhưng mà em chỉ sợ cô ba giận thôi. Cô ba cái gì không biết nữa. Cậu cứ coi nó giống như là con cháu ở trong nhà vậy. Dạ. Nhưng mà cô ba cứ đinh ninh cái miếu là có thật. Thì tôi đã nói rồi, làm gì có thật. Ở Long Xuyên không có miếu đó. Thật ra ở Long Xuyên có ngôi miếu như vậy, nhưng câu chuyện á hoàn toàn không giống như là những gì mà tên nhà văn đó viết. Dạ em hiểu rồi. Như vậy á em có cách để nói chuyện với cô ba rồi. Không cần đâu. Không cần cậu kể lại với con Hân. Tôi có việc cho cậu làm đi. Dạ. Cậu làm một chuyến về Long Xuyên cho tôi. Để làm gì anh Lâm? Cậu đến miếu ông ba ở Long Xuyên hỏi thăm xem có gần đây có ai lai giảng hay tìm hiểu về ngôi miếu không. Nếu có thì tìm hiểu xem người đó là ai. Dạ, để em bàn giao công việc cho mọi người. Em đi ngay. Vậy nghe. Dạ. Này, ở trong đây. Ông là thủ từ ở đây á, mà sao để cái miếu này hoang tàn thì côn trùng nhiều quá vậy? Cái miếu này nó kỳ lạ lắm. Cứ dọn dẹp xong á là côn trùng nó bu vô đầy à. Mà không những vậy đâu nha, người dân ở đây mê tín á, người ta cũng tới đây người ta bu hà rầm luôn á. Như ông nói vậy, không lẽ miếu này có ma? Đúng rồi, cái miếu này nổi tiếng là có ma mà. Ủa ông biết hả? Mà con ma này á không phải là ma hiền đâu nha, ma dữ lắm á. Ông nói thiệt không? Bao nhiêu lắm hả? Dân ở đây người ta ai cũng thấy á, nhưng mà riêng mình tôi thì chưa thấy. Chắc con ma thấy tôi tội nghiệp nên tha cho tôi. Tiếng quạ kêu là bình thường thôi, còn ở đây á có nhiều tiếng động còn lạ kỳ hơn nữa. Đi chỗ khác nói chuyện đi. Tôi sẽ cho ông rất là nhiều tiền, nhưng mà ông phải nói thiệt. Tôi sẽ nói thật với cậu, nhưng mà tôi không có nhận tiền. Có phải chuyện ma quỷ cái miếu là do ông làm không? Không có, tôi đâu có dám làm chuyện đó. Ông cố ý làm cái miếu linh thiêng để dân chúng đổ xô tới cái miếu đó cúng, ông được lòng. Làm gì có, cậu nhìn đó. Nếu như mà người ta tới cúng kiến nhiều á thì cái miếu đâu lành lẹo như thế này. Dân chúng bây giờ người ta khôn lắm, người ta không có tin vô ba cái chuyện mà thằng thánh ma quỷ gì đâu. Nhưng mà gần đây á có một nhà văn người ta tới viết về cái miếu này, nên có nhiều người người ta tới. Nhưng mà ta chỉ có coi chứ có ai cúng kiến gì đâu. Sao biết nhà văn nó viết về cái miếu đó? Lỡ còn viết về cái miếu khác thì sao? Chắc chắn là về cái miếu này, tại vì người ta tới hỏi tôi mà. Ông có biết cậu ta tên gì không? Nhà văn Duy Long. Cậu cũng coi đăng báo mà. Chuyện dài nhiều kỳ của nhà văn Duy Long. Ở đây mà ông cũng xin đọc báo hả? Tôi thì không có biết chữ, nhưng mà tôi nghe người ta nói như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà cậu ta tới tìm tôi là có thiệt nè. Cậu ta còn hỏi tôi cặn kẽ về câu chuyện á. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà cậu ta có nói là cậu ta sinh ra ở đây không? Không. Nghe tiếng hình như là người Sài Gòn. Cậu ta đi cùng với một cô gái trẻ. Hình như hai người đó là bạn bè. Thôi được rồi, tôi cảm ơn ông. Thôi tôi không nhận tiền đâu, tôi đâu có làm gì đâu mà cậu cho tôi tiền. Mà cậu có cần hỏi gì nữa không? Thôi đủ rồi, tôi cảm ơn ông nhiều. Vậy thôi, tôi xin phép cậu tôi về nha. Chào cậu. Nếu cậu ta về đây
thì chắc chắn sẽ đi gặp một người. Đây là vợ nhỏ của tao, còn vợ lớn ngồi trên kia kìa. Gì mà hết, ông cứ uống hết đi, tôi cho tiền ông mua rượu mới. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Thôi, tôi không phải ăn trộm, tôi là trợ lý của anh Lâm, anh của ông đó. Ông không nhớ tôi hả? À, có chút nhớ nhớ. Ông nhận ra tôi rồi phải không? Nhận ra mày để làm cái gì? Mày làm trong công ty của anh tao thì mày cũng giống như con chó đi theo đuôi chủ thôi. Ông không nhận ra tôi cũng không sao, nhưng mà ông cho tôi hỏi, nhà văn Dư Long á có tới tìm ông không? Nhà văn nào? À, cái thằng nhà văn mà Ngân nó thích đó hả? Đúng rồi, nhà văn mà cô ba thích đó, cậu ta có tới tìm ông không? Ngân nó thích thì tìm Ngân hỏi, mắc mớ gì mày hỏi tao? Chuyện của ba thích á là một chuyện khác, còn cậu ta tới đây tìm ông á để hỏi giờ miếu quan khóc, ông có biết không? Mày nói cái gì hả? Mày nói cái gì vậy? Cậu ta tới tìm ông á là vì ngôi miếu quan khóc, hoặc hỏi ông về miếu ông ba. Tao không biết gì hết. Tao không có giết người. Tao không có giết người. Tại sao tôi mặc cái đổ lỗi cho tao là sao? Đi, đi, đi. Tao không có giết người. Đi, đi ra khỏi nhà tao. Đi. Tao không có giết người mà. Tao không có giết người. Ủa, sao có cậu Nam qua đây nữa? Em nói giùm anh đi. Em nghe anh Nam nói anh đang ngưng biết chuyện ngôi miếu ăn khóc đúng không? Tại anh đang bị cạn ý tưởng. Trời ơi, cậu đừng có gạt tụi tôi. Cậu là nhà văn giỏi, không bao giờ cậu bị ý tưởng đâu. Thương tụi tôi đi mà. Cô Quỳnh, nói giùm tụi tôi đi. Trong trường hợp này là chỉ có một mình cô có thể giúp được thôi. Nói đi. Anh Ngương biết là đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Cái gì vậy? Hồi nãy cô hứa cô giúp tôi mà. Bây giờ cô tới đây cô nói khác vậy? Em chỉ hứa đi cùng anh qua đây, đâu có hứa khuyên anh Long đâu. Cô làm gì chết tôi đó. Long, thật ra thì bây giờ á, cậu không thương tôi thì cậu phải thương tòa soạn. Tòa soạn là cái nơi mà cậu gắn bó biết bao nhiêu năm rồi. Cậu không viết tiểu thuyết, tòa soạn không bán được là tòa soạn giải tán. Trời ơi, cậu Long. Bây giờ cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Cậu đi về đi, tôi đang tìm cảm xúc mới. Cảm xúc mới. Đúng. Viết tiếp nha. Cảm ơn cậu Long. Tôi về nghe.
Tôi về á. Không phải Mị cạn ý tưởng, mà anh đang không biết phải làm sao vì anh sợ viết tiếp các hai đọc được sẽ buồn đúng không? Em đúng là giỏi thiệt. Em đã đi guốc cho một mình rồi đó. Anh Long ơi, có thư nè anh Long ơi. Có thư giao cho anh nè. Cảm ơn anh. Đi về nha. Dạ. Nhân chứng 30 năm trước vụ án của cha cậu. 9 giờ tối mai tại miếu ông bà. Người viết cho mình lá thư này chắc hẳn là có biết cái gì đó. Hoặc nếu không cũng có liên quan tới vụ án của cha mình. Thư của ai vậy anh? Ờ không, thư của độc giả thôi. Ngày mai anh có công chuyện phải đi xuống miếu rồi. Anh nói miếu nào? Có phải miếu ông bà đang thờ cha anh không? Nếu vậy cho em đi với. Chú kêu con hả chú? À, đứa trời, trời cái gì vậy? Tôi làm con hết hồn ấy. Tôi mới hết hồn nè. Sao vô không gõ cửa? Mà biết tôi bị bệnh tim không hả? Dạ xin lỗi chú. Nói bao nhiêu lần rồi. Rồi đi đâu vậy? Dạ con đi ra ngoài. Con đóng cửa, con gõ lại rồi con mới vô. Giỡn mặt cái tôi hả? Cho vừa ý chú. Còn nếu mà chú không thích nữa con đi về luôn. Chú khó quá. Vô đây. Đừng có tào lao nữa. Tôi có chuyện gặp tôi hỏi mà làm cái gì đâu không à. Còn Long có nhà không? Thì cậu Long vẫn ở nhà chứ ở đâu. Con qua thì cậu ấy nói là chưa có bạn Thảo. Bởi vì bây giờ không có hứng. Đang tìm một cái cảm hứng mới để viết. Cái gì? Giờ này mà còn cảm hứng hả? Biết mình không đăng mấy kỳ chuyện rồi chưa? 4 kỳ rồi. 4 kỳ là 4 ngày rồi. 4 ngày nay báo không bán được. Nghe. Cái báo ấy nó nhiều gấp mấy lần cái báo bán được luôn. Tại vì chú biết sao không? Mấy phóng viên mà viết bản tin tức họ viết dở quá đi. Rồi độc giả chẳng thà bây giờ họ bỏ tiền ra họ mua báo có chuyện nhiều kỳ họ đọc còn sướng hơn. Rồi bây giờ rút cuộc tôi mới đem báo bán cho dây chai. Bây giờ dây chai ngán không mua luôn rồi. Tôi mới đem cho xe bánh mì. Ủa sao có chỗ bán bánh mì ở trong nữa chú? Thì để gói bánh mì chứ chi. Bây giờ báo mình ấy mình chiều qua chỗ rồi mình chưa. À. Ủa mà chú nói chuyện này con chi? Con đâu có giúp được gì đâu. Con đã nhờ cô Quỳnh khuyên cậu Long viết mà cũng vô ích rồi. Cậu. Cậu giải quyết được. Không. Con đâu có giải quyết được. Được. Thôi chú ơi. Chú đừng có bắt con viết thế rồi cậu Long con làm không được đâu. Được. Nè. Cậu á là bạn của con Long đúng không? Đúng. Là đệ tử của con Long. Làm gì Long nó kể nội dung cho cậu đúng không? Dạ không. Mặc dù là đệ tử, mặc dù là bạn thân, nhưng mà cái chuyện mà kể là không bao giờ cậu Long kể. Không bao giờ kể. Không. Vậy thì càng tốt. Ừ. Mình muốn viết cái giống gì cũng được đúng không? Chú nói giỡn hay nói thiệt? Thiệt chứ không sao thiệt. Tôi đâu có giỡn chơi. Không được đâu. Chú đã ký công trai với cậu Long rồi. Chú làm như vậy là vi phạm. Đền chết luôn á. Cái chuyện đó là chuyện của tôi lo. Hả? Còn cái chuyện của cậu á là cậu tiếp tục viết nuôi miếu quan không? Thấy không? Long là bạn cậu thì đâu thể nào mà nó làm khó cậu được đúng không? Cứ viết y chang như vậy. Mà chuyện tới đâu rồi? Tới cái chỗ là người vợ bị cái thằng bảnh trai nó ve vãn nó dụ dỗ hoài. Ve vãn dụ dỗ hoài. Dạ. Bây giờ tôi hỏi cậu nha. Giữa một người chồng rượu chè bê tha với một người chồng có học thức, giàu có, điển trai, cậu chọn ai?
thì tất nhiên phải chọn người bánh trai giàu có rồi. Đó, phải chọn người bánh trai. Thì bây giờ cậu viết tiếp như vậy nè: sau một thời gian cự tuyệt Đức, thấy không, thì cuối cùng cô vợ phải ngã về vòng tay của ông Đức. Ồ, mà một khi người phụ nữ đã phản bội rồi thì sao? Giết chồng. Đúng vậy, giết. Không còn cách nào khác hả chú? Không còn cách nào khác nữa. Sắp 9 giờ rồi, người hẹn mình ở đây, chắc cũng sắp tới rồi. Anh Long. Anh dặn em đứng dưới đợi anh mà, sao lại lên đây? Em tính nhắc anh là anh chuẩn bị nhang đèn cho cha anh chưa? Ở đây có đầy đủ hết, em xuống dưới đợi anh đi. Anh còn nhiều chuyện tâm sự với cha anh đó. Để em xuống dưới chờ anh nha. Ồ. Cha, con định gặp nhà văn Di Long, cung cấp thông tin của vụ án để đưa hắn ra ánh sáng, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Nhưng không ngờ, nhà văn Di Long không phải là một nhà văn bình thường, mà là con của nạn nhân 30 năm trước, Bà Thanh. Con sẽ làm cho gia đình hắn sống không bằng chết. Trò chơi giờ chỉ mới bắt đầu. Con sẽ giúp anh em nó đến gần với nhau. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh Long, trời cũng khuya rồi, anh đang chờ cái gì vậy? Hay tụi mình về nha anh. Hay em về nghỉ trước đi, anh muốn ở lại đây với cha anh một chút. Để em chờ anh về rồi em về cùng. Nghe lời anh đi, em về trước đi, anh muốn ở lại đây một mình. Thì thôi anh ráng về sớm nha, em đi trước nha. Anh biết rồi.
trời đất ơi, cậu ở đâu mà xuất hiện bất ngờ vậy? Ba là người bí ẩn hay gửi thư cho tôi đúng không? Cậu nói cái gì lạ vậy? Tôi đâu có biết chữ đâu mà thư với từ. Vậy bà hay tới đây thắp nhang lắm hả? Cái chuyện đó thì có. Tự vì gia đình nhà ba Thành này nè, đối với tôi là thân thiết như ruột thịt ở trong nhà vậy đó. Hồi xưa là tôi còn giữ thằng Chẩm, con của ba Thành nữa mà. Hồi nó còn nhỏ xíu vậy nè. Bà vừa nói gì? Thì tôi giữ thằng Chẩm, con của ba Thành hồi đó đó. Bà Tư? Có phải bà Tư không? Cậu là con Chẩm đó bà Tư. Thằng Chẩm hả? Con Chẩm đó bà Tư. Thằng Chẩm hả? Con về rồi hả? Dạ con về rồi bà Tư. Chẩm ơi. Dạ bà Tư khỏe không bà Tư? Bà Tư khỏe. Dạ. Anh Long, con chào bà. Đây là dạ đây là bạn con. Chào con. Bà Tư, gặp bà Tư ở đây rồi. Bà Tư có nhớ chuyện ngày xưa không? Cho con hỏi một số chuyện được không bà Tư? Được chứ, con cứ hỏi đi. Bà Tư kể con nghe cái chuyện liệu bác hai của con với má của con họ quan hệ gì, có quan hệ tình cảm mà khiến cho trái đạo lý luân thường bà Tư? Mày đét ơi, con có quyền nghi ngờ ai cũng được, nhưng mà bác hai con với con Hải là trong sạch, con không có được cái ý nghĩ tầm bậy đó nghe không? Bà ơi, vậy còn chuyện dì Hải với bác hai ở trong trời nói thương nhau rồi chăm sóc nhau, bà có biết chuyện đó không bà? Là bữa nào cả, lâu quá rồi. Cái bữa bác hai con bị bệnh ở trong trời á, rồi má con vô chăm sóc, rồi họ nói yêu đương gì đó. Bà Tư nhớ không? Chính bà Bảy nói với con mà. Bữa đó ta từng chứng kiến hai người họ ở với nhau ở trong cái chuồng bò đó, làm chuyện mờ ám lắm. À, hàng tay nhẫn á hả, nó còn nói thương má mày nữa. Chuyện tôi từng thương Thím là có thật mà, lúc này Thím cũng đã nghe rồi đó. Rồi ơi, lại con Bảy nhiều chuyện nữa. Tưởng ai chứ, cái con đó là cái con nó hay nói linh tinh thiên địa, nó gieo rắc cho khắp xóm xào xáo như vậy đó, con không có được tin nó. Cái chuyện đó thì kia bữa đó tao thấy nó ở trong chòi ra, nó đi ngang mà nó lâm la lâm lép. Chỉ là như vậy nè. Tiếng lòng tôi đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non thương lòng tôi phận kiếp lòng đau. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, anh hai buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi nhưng tôi xong rồi. Chuyện lúc nãy anh hai nói, chuyện mà tôi từng thương Thím đó là có thật mà, thì Thím cũng đã nghe rồi đó. Anh hai không cần phải nói đâu, em hiểu mà. Nhưng mà kể từ bây giờ anh hai cứ vô trong nhà ở đi, để có chuyện gì em còn tiện chăm sóc. Chứ anh hai cứ ở ngoài này hoài em cũng lo lắm. Nhưng mà còn chú ba, tôi sợ chú ba buồn lắm. Em thấy cũng không có gì đâu, dù gì hai anh em cũng là anh em ruột mà. Có gì thì hai anh em cùng tâm sự với nhau, chắc mọi thứ cũng qua. Nè, có chuyện gì vậy? Bà Tư. Con Hải ở đâu? Dạ con nè. Nè, bà coi nấu cho nó nồi nước xong cho nó xong đi, nó xong cho nó khỏe. Dạ. Rồi con có nói nó đi vô nhà ở chưa? Dạ con cũng có nói mà anh hai chưa có chịu. Cái thằng
Thôi con đi nấu nấu xong cho nó đi. Dạ. Nhẫn, sao mày trái tính trái nết quá vậy? Bệnh hoạn như vậy đó, người ta phải vô nhà ở chứ. Nằm ở ngoài chuồng bò như vậy hoài đâu phải cách đâu. Rồi chết không ai hay đó con. Được rồi mà bà Tư, để từ từ con tính mà. Từ từ cái gì không biết nữa. Bởi vậy bà Tư kể cho tụi con nghe, cái thằng Hai Nhẫn bác của con đó, nó tội nghiệp dữ lắm. Em trai thì chết, em dâu thì bỏ đi, một mình nuôi cháu đầy tuổi cực. Bây giờ con bị con hiểu lầm nữa. Mà Tư nói bay nghe, cái thằng Hai Nhẫn đó là cái đứa tội nghiệp nhất ở trên đời. Em có đem chai dầu gió nè, để em xức cho anh Hai, để cho nó đỡ bệnh, chứ em thấy anh Hai sốt lắm rồi đó. Được rồi thứ ba, tôi tự lo cho tôi được mà. Anh Hai phải nghe lời em, xức một chút xíu dầu gió vô thôi là đỡ nhiều lắm. Mặt anh Hai tái xanh rồi kìa. Thứ ba cứ để. Bây giờ là anh Hai đang bị sốt đó. Được rồi. Không xức dầu vô là không có đỡ đâu. Cứ để cho tôi mà thứ ba. Đây đưa lưng cho em. Tôi tự làm được. Anh không xức dầu là không đỡ được đâu. Hai người làm gì vậy? Định lén phén nhau hả? Mình. Anh Hai. Anh Hai. Chú bà, anh có tình ý với vợ tôi hả anh Hai? Con Trúc nó kể cho tôi hết rồi. Trước đây á, anh nhờ con Trúc rồi hẹn vợ tôi ra tặng cây trăm hoa sen để tỏ tình với vợ tôi, đúng không anh Hai? Nhưng mà anh không có ngờ là vợ tôi thương tôi trước. Anh nói đi, anh nói đi anh Hai. Anh thừa nhận là trước đây anh có thương cô Hải đó, thấy chưa? Nhưng mà từ cái ngày chú Đòi bán đất để cứu gia đình cô Hải á, rồi sau đó anh biết được là chú Ba đã thương cô Hải, cho nên anh đã từ bỏ ý định rồi. Anh nói dối, tôi không tin anh đâu. Anh có thể thề. Anh khỏi thề thốt gì hết á. Còn cô mình nữa. Em, cô có tình ý gì với anh Hai tôi không? Không có đâu mình. Anh Hai có anh... Anh sao sáp sáp nắm tay nắm chân dở áo làm gì hả? Anh Hai anh đang bệnh, tôi chỉ muốn lấy dầu sức cho anh Hai thôi mà. Ông bệnh hả? Ông bệnh á, sao con không kêu tôi? Ba Thành, mày ăn nói hồ đồ cái gì vậy hả? Hai đứa bay là anh em cùng cha cùng mẹ, ra cùng một mẹ chốt bài đá nhau. Nhưng mày mà... làm cái gì vậy? Nhưng cái gì mày ghen bóng ghen gió rồi nói bậy nói bạ hả? Thì anh mày bệnh thì nó chăm sóc cho anh mày là lẽ thường tình, mày nói cái gì bậy bạ vậy hả? Tôi không biết gì hết trơn á. Biết cái gì? Mày là chỉ giỏi có hồ đồ thôi à. Tao tính đem con cá lóc qua cho tụi bay, sẵn nó bệnh nè, con đem nấu cháo cho nó ăn đi, cho nó mau khỏe. Nhớ bỏ tiêu, bỏ nhiều hành vô, nấu lẹ đi. Dạ. Nè, bưng cái này dẹp luôn đi, nó bệnh vậy ăn sao nổi. Dạ. Ừ. Bà Tư lấy dầu gió thoa cho anh Hai nha. Ừ, được rồi. Dạ. Đi lẹ đi. Còn mày nữa, bệnh hoạn như vậy đó, sao không ở trong nhà, ở cái chuồng bò như vậy nè, gió mái nó lậm vô phổi rồi làm sao? Cái thằng Ba, mày đừng có chấp nó. Để mai mốt rồi tao gặp nó rồi tao la cho nó một trận. Bây giờ mày có cần bà Tư cạo gió gì không? Bà Tư cứ để con. Rồi nè, để bà Tư để dầu lại cho. Dạ, con cảm ơn bà Tư. Chờ đó đi, để bà Tư về đi cắt nồi lá xong rồi tao đem qua cho xong nghe không? Dạ. Ừ. Nhớ có nhiều bữa con Hải kêu nó ra mà nó không dám ra bưng cơm ăn, nó sợ em mình hiểu lầm. Thấy mà đứt ruột, tới bữa cơm cũng không dám ngồi ăn chung mâm nữa. Mà lâu lắm rồi không biết nó có vợ chưa hả con? Dạ chưa. Dạ bây giờ con có chuyện phải đi rồi, con xin phép. Cái thằng mới gặp nhau mà đi đâu vội vã vậy? Theo bà Tư về nhà cái đã chứ. Bà Tư cứ yên tâm,
Vài bữa con về thăm bà, con chỉ kể tất cả cho bà nghe, đầu đuôi ngọn ngành nha bà. Bây giờ con phải đi rồi. Thưa bà, con đi. Con đi nha bà Tư. Nhớ quay lại nghe con. Dạ. Có người đang phát chẩn, con đợi bác Hải ở đây. Bác Hải vô xin đồ ăn cho con nghe. Ăn ngon miệng nha. Không có cho. Sao vậy bà? Dạ con xin bà, xin bà cho con với là thằng nhỏ cái gì để ăn đi đi bà. Mấy ngày rồi nó không có ăn cái gì hết đó bà. Đã nói không có cho là không có cho. Con lại bà, con xin bà. Không ấy bà không cho con cũng được. Bà cho thằng nhỏ cái bánh ăn nha bà. Bà thương thằng nhỏ giùm con nha bà. Sao mày lì quá mày? Tao đã nói là không có cho mà. Mày điếc hả? Bà ơi, con xin bà, con xin bà đi. Xin bà cho thằng nhỏ cái gì để ăn được cũng bà. Sao mày lì quá mày? Tụi bay dọn hết vô cho tao. Bà ơi, con xin bà đó bà. Xin bà, xin bà rủng lòng thương. Bà ơi, đem hết vô tao. Anh ơi, xin anh cho thằng nhỏ cái bánh. Nó đói bụng lắm đó anh. Xin anh đó anh. Anh lấy anh cho thằng nhỏ cái bánh để anh đỡ đi. Sao mày lì quá mày? Quýnh nó cho tao tụi bay. Bà có quên mấy con, bà có quên mấy con. Bác Hai có sao không vậy bác Hai? Bác Hai không sao con. Xin lỗi bác Hải, con đã hiểu lầm và nghĩ quan với bác Hải. Con còn hôn với bác Hải nữa. Bác Hải tha lỗi với con nha bác Hải. Có gì đâu, có gì đâu con. Là người nhà với nhau, không lẽ vì cái chuyện hiểu lầm như vậy mà không nhìn mặt nhau. Mà tại sao con lại về đây xin lỗi bác Hải vậy? Bà Tư đừng kể cho con nghe hết rồi. Bà Tư nói bác Hai với má là trong sàn. Con xin lỗi bác Hai. Thôi bỏ hết đi, chuyện cũ bỏ qua hết nha con. Nha, nha chậm. Thấy anh Long với bác Hai làm hòa với nhau như vậy, con thấy rất là vui. Hay là nhà mình ăn mừng nha. Ừ, ăn mừng. Ăn mừng nghe chậm. Duy Long. Nè, nhà văn Duy Long. Anh vừa đẹp trai mà còn vừa tài giỏi nữa. Nhưng mà tôi nói cho anh biết nha, tôi ái mộ anh á là bởi vì anh tài giỏi thôi, chứ không phải là anh đẹp trai đâu. Nhưng mà thật tâm của tôi cũng có thích cả hai đó.
ủa Hân. Má. Sao má nghe ba nói là con báo bệnh, con không có lên công ty được. Bây giờ thấy con vui tươi, có thấy bệnh gì đâu. Má. Dạ, tại vì á hôm nay con có cái chuyện này vui lắm, con muốn kể cho má nghe. Nhưng mà nghe má dặn nè, bắt đầu từ ngày mai con phải đi làm đàng hoàng, không giả vờ báo bệnh mà nghỉ đó nghe chưa. Con biết rồi mà. Má, má biết không, nhà văn Duy Long, nhà văn mà con ái mộ đó, ảnh mới ra một cái chuyện mới, đề tài khác hẳn những lần trước nha. Nhà văn Duy Long ra đề tài gì? Dạ, chuyện ly kỳ trinh thám mang tên là Ngôi Miếu Oan Khóc. Nghe hấp dẫn nghe chưa? Ngôi miếu nào? À, con quên là má chưa có biết cái chuyện này. Đây á là một câu chuyện nhiều kỳ, rất là ly kỳ hấp dẫn. Ngôi miếu được đề cập ở trong câu chuyện này nè má. Chuyện viết về một ngôi miếu ở dưới Long Xuyên, về một người đàn bà đam mê nhân tình của mình, đã mê trai bỏ chồng mà còn muốn âm mưu sát hại chồng của mình nữa đó má. Làm gì có, làm gì có người đàn bà nào mà giết hại chồng mình. Má ơi, cái này chỉ là chuyện hư cấu ở trong đây thôi à. Má không muốn nghe nữa, con đừng có nói gì nữa hết. Con đừng có nói gì. Má ơi. Ủa, sao tự nhiên bữa nay má kỳ vậy ta? Tại sao lại có người viết về câu chuyện ngôi miếu ở quê mình? Rồi nhà văn Duy Long đó là ai? Không biết anh Lâm đã biết chuyện này chưa nữa. Dạ thưa má, con mới về. Con á, bộ trên nhà thương bận lắm sao mà con không chịu về thăm má gì trơn vậy? Mà đợi má gõ dây thép rồi con mới về thăm má. Con mới tới cửa là má đã nhằn con rồi. Mà nhà mình có chuyện gì gấp mà má gọi con về vậy má? Không có chuyện gì hết trơn á. Má nhớ con quá là má gọi con về đó. À thôi, đi vô trong, cất đồ xong, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp vô, đón khách. Hôm nay nhà mình có khách quý đó con. Dạ. Nhưng mà khách quý là ai vậy má? Kìa, khách quý tới kìa. Thì ra má nói khách quý của má là đây á hả? Ừ. Là anh chứ là ai? Dạ, con chào bác. Anh chào em. Má ơi, con chợt nhớ ra là con có chuyện gấp. Bây giờ con phải về nhà thương rồi. Khi khác con về thăm má nha. Ủa? Nè. Sao con bất lịch sự với khách của má vậy? Má nói là khách của má. Vậy má tiếp anh ta đi. Coi như là con ăn bữa cơm với má đi nha. Mấy tuần rồi con đâu có về thăm má đâu. Với lại cậu sĩ đây nè, cất công từ Sài Gòn xuống đây thăm má với con. Coi như con nể mặt má cậu sĩ đi nha. Bác có đúng đó em. Nể mặt anh chút xíu đi. Với lại cái mặt anh cũng đáng được nể lắm mà. Nè, con mà không chịu nghe lời má nha, má giận con luôn đó. Đừng về đây thăm má nữa. Má. Nè, má nói thiệt chứ không phải nói giỡn nha. Nè, không ấy con xuống dưới á, con nấu ăn ấm nước sôi hen, pha một bình trà thiệt là thơm để đãi anh sĩ nha. Đi đường khát nước lắm phải không con? Dạ cũng khát dữ lắm, nhưng mà con uống cái gì cũng được bác. Đi xuống nấu nước đi con. Má, pha trà cho má thì con pha, còn pha cho anh ta thì không đâu nha. Ủa trời ơi, ngủ nè. Ủa trời ơi. Bác ơi. Hả? Hình như là Quỳnh không thích sự có mặt của con ở đây thì phải. Không có vậy đâu con. Nó đi đường nắng quá rồi đâm ra nó mệt cái nó cọc vậy đó. Chứ bình thường nó dễ thương lắm. Dạ. À không ấy, bây giờ vô nhà nha, uống nước xong bắt nấu cơm cho con ăn. Dạ. Con ở tới sáng mơi con về cũng được nữa. Dạ. Nhưng mà phải có Quỳnh nha bác. Nó không nhà chứ đưa đi đâu con. À dạ. Vô nhà đi con. Dạ, cũng mời bác. Má cứ như vậy thì bao giờ mình mới có thể nói chuyện của mình với anh Long đây? Chuyện công ty đang bộn bề,
Việc này tốt nhất đừng nói gì cho anh ấy biết hết. Chắc mình phải tự đi tìm hiểu coi nhà văn Duy Long đó là ai mới được. Sao lại biết để viết về câu chuyện năm xưa mới được chứ. Má à, Hân. Má kêu con lên đây có gì không má? Hân nè, ngày mai con có bận công chuyện gì không? Thì con đi làm ở công ty nè. Mà rảnh lắm, chỉ toàn họ chạy ra ngoài lo giấy tờ chú Phi không à. Vậy má nhờ con một chuyện này được không? Chuyện gì? Má muốn con dắt má đến một chỗ này. Má muốn đi đâu? Đến tòa soạn báo tin tức, nơi mà cậu nhà văn Duy Long, người mà con hâm mộ làm việc đó. Má muốn tìm gặp cậu ấy. Ủa, má muốn gặp anh Duy Long chi vậy má? Má muốn tìm gặp cậu ấy để hỏi cậu ấy một vài chuyện. Về chuyện ngôi miếu ở Long Xuyên mà cậu ấy giết. Tại vì má cũng có một người quen cũ ở Long Xuyên. Má nghĩ là chắc là cậu ấy cũng sẽ biết. Dạ, vậy được, có gì ngày mai con đưa má đi. Vậy ráng sắp xếp giúp má nghe. Dạ. Nhưng mà không có được để chuyện này ảnh hưởng tới chuyện công ty là được. Má yên tâm, ở công ty con rảnh đó, không có gì làm đâu, không bao giờ ảnh hưởng được hết á. À Hân nè, nhưng mà con phải nhớ là chuyện này con không có được kể cho bà nghe nha. Má sợ mấy người quen cũ, bà không có ưng lắm, nên má không muốn nói. Con hiểu rồi. Má yên tâm, chuyện này con hứa với má, chỉ có hai má con mình biết thôi. Chuyện đó là nghề của con mà. Dạ, vậy thôi con đi ngủ nha. Rồi ngày mai con đưa má đi. Chúc má ngủ ngon. Con cũng ngủ ngon. Dạ. Chào chú. Ủa cậu Long hả? Sao mất hút ở đâu vậy? Thì con vẫn ở Sài Gòn chứ có đi đâu đâu. Chú giận con hả? Trời đất ơi, đâu có giận gì đâu. Nhưng mà tôi cũng muốn tôi cần gặp cậu để bàn chuyện nè. Ủa chú cũng cần con nữa hả? Trời đất ơi, con tưởng là chú có người viết cho chú đi chứ. Ôi ơi, nếu mà không có cậu Nam viết cái câu chuyện đó thì bây giờ tòa soạn mình chắc phá sản luôn rồi con. Cho nên đợt này con về á, giờ con muốn cái gì nha, chú hứa là chú chịu ý con hết á. Miễn là con đừng có làm to chuyện này thôi nha. Con sẽ không làm to chuyện. Nhưng có chuyện này con cần giải quyết với chú. Chuyện gì? Con chịu giải quyết là chú yên tâm rồi ha. Nhưng mà cho chú hỏi thăm là con có tính giết tiếp ngôi miếu không? Thì con về đây là chuyện đó nè. Vậy hả? Con thấy á là câu chuyện của cậu Nam viết nó không ăn nhập gì với câu chuyện của con hết. Con không muốn nói quá lên là nó bị phóng đại. Vậy tại sao chú lại duyệt bản thảo đó vậy chú? Thì thằng Nam nó nói là nó đã đưa cái bản thảo cho con coi rồi. Rồi con đồng ý rồi là chú mới duyệt chú đăng liền á. Ủa vậy là nói vậy là con chưa đọc nữa à? Cái thằng này chắc muốn được duyệt đăng sớm nên gạt ông Phú rồi. Con đọc rồi. Thì con đọc rồi nên chú mới duyệt đăng đó chứ. Thì đồng ý là cậu Nam viết cũng được. Nhưng mà con đọc đi đọc lại, khi mà lúc nó lên báo á, thì con thấy nó không có ổn. Nếu viết vậy thì cũng đúng đồng ý là hấp dẫn thiệt. Nhưng mà viết theo cái kiểu đó thì mình không phát triển, không phát triển được theo ý của con. Thì bây giờ vậy nè, coi như là con sửa lại thành giấc mơ đi. Giấc mơ thì đó xong cái sau đó tỉnh dậy cái con sửa cho lành ý của con nữa. Nhưng mà như vậy thì thường lắm. Thường quá. Thôi bây giờ vậy, tôi về con cứ về con suy nghĩ rồi con sửa sao theo ý của con ơi, con sửa. Tại vì cái quan trọng là cái câu chuyện này vẫn là của con, đúng không? Nam thì nó cũng giống như đệ tử của con thôi. Bây giờ con giúp cho nó thì cũng giống như là con giúp cho tòa soạn mình vậy đó. Thôi được rồi, để con về con suy nghĩ lại. Chào chú. Có bản thảo gửi cho chú liền nha.
Cậu Nam, nhà văn Duy Long ở đâu vậy con? Lên đây hỏi là sẽ biết à má. Tôi muốn gặp nhà văn Duy Long. Có rất là nhiều người muốn đến gặp nhà văn Duy Long. Vậy là chị cũng là người hâm mộ à? Dạ không phải chú ơi, đây là má của con. Con mới là người hâm mộ của ảnh nè. Như vậy nếu tôi đoán không lầm thì chị có thể là một người mẹ khó tính, muốn tới cảnh báo thần tượng của con mình. Hoặc chị là một người mẹ dại khờ, muốn ghép đôi con mình với lại nhà văn Duy Long đúng không? Không, anh nhầm rồi. Cả hai ý anh nói đều không phải. Ồ. Thật ra tôi muốn gặp nhà văn Duy Long để hỏi cậu ấy một vài chuyện. Thiệt ra tôi có một vài người thân ở Long Xuyên. Tôi nghĩ chắc là cậu Duy Long sẽ biết, mà tôi rất muốn tìm gặp lại người thân của mình. À, Long Xuyên hả? Là cái chỗ mà cái ngôi miếu ở trong cái câu chuyện của cậu ta biết đó đúng không? Trời, chắc là phải làm chị thất vọng rồi. Tại vì cái câu chuyện đó thì nhà văn Duy Long hoàn toàn tưởng tượng thôi ha. Cho nên là cái khả năng mà để quen ai ở Long Xuyên thì chắc chắn là không có rồi. Với lại một cái nữa thì cậu ấy á là sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, chứ không phải là người Long Xuyên. Nhưng tại sao cậu ấy lại biết rất rõ về những chuyện liên quan tới ngôi miếu đó? Thì đơn giản thôi. Tại vì nhà văn hay nhà báo người ta thường xuyên đi thực địa mà, cho nên là những cái tình tiết hoặc những cái chi tiết đó người ta nắm rất rõ. Nhưng mà thường là họ viết truyện á thì bằng cái sự tưởng tượng của người ta, cho nên chỉ có 1% á là sự thật thôi, còn lại thì toàn là những cái sáng tạo của họ thôi ha. Cảm ơn anh, nhưng dù gì tôi cũng rất muốn gặp cậu ấy, vì tôi rất muốn tìm lại người thân của mình, cho dù kết quả có ra sao. Vậy ha. Ồ, vậy thì tiếc quá rồi. Tại vì giờ nhà văn Duy Long không có ở tòa soạn. Ảnh không ở tòa soạn. Có khi nào anh ở nhà trọ của ảnh không chú? Ủa, con biết nhà trọ của nhà văn Duy Long dạ hả? Dạ biết chứ. Dạ con nghe đồ ảnh nổi tiếng mà, nhà trọ của ảnh ở quận 3 đó chú. Có cái bản thảo này con. Ủa Hân, sao em ở đây? Ủa, hai người cũng quen nhau nữa hả? Dạ quen. Ủa Hân. Dạ. Con với lại anh này gặp nhau ở đâu? Gặp ở ngoài đường. Ở ngoài đường á má. Con với ảnh vô tình gặp nhau ở ngoài đường. Dạ đúng rồi, gặp ở ngoài đường á. Dạ, giới thiệu với anh, đây là má của tôi. À, dạ chào cô. Chào cậu. Trời ơi, nhìn cô trẻ quá. Nhưng mà... À, hai mẹ con á, vô đây muốn gặp Duy Long. Tiếc quá nhà văn Duy Long không có mặt ở đây. Nếu mà không có trong tòa soạn thì chắc bên nhà trọ. Hả? Không có ở nhà trọ. Nhà văn Duy Long nó đi công vụ rồi. Tôi kêu cậu ấy đi rồi. Đi công vụ hả? Đi công vụ cho con không biết ta. Cái gì kỳ vậy? Tôi là sếp của cậu, tôi phải báo cáo với cậu nữa hả? Dạ không có. À, chị với cháu à. Thôi chắc để hôm khác quay lại gặp Duy Long đi. Tại vì bây giờ tôi bận bịu quá. Xin chị thông cảm ha, cháu. Dạ, tôi xin lỗi, tôi ngại quá. Cũng làm phiền đến anh, làm phiền đến mọi người. Dạ. Nhưng mà anh à, tôi cũng rất là muốn anh gửi lời đến Duy Long là tôi rất muốn gặp cậu ấy là được. Dạ dạ dạ. Chú giúp má con giùm nha chú, con năn nỉ đó. Chào anh, tôi về. Dạ. Chào chú. Quên nữa. Tôi có chút quà muốn gửi. Dạ cảm ơn chị. Chỉ là chuyển lời thôi mà chị tặng quà tôi về, ngại quá. Dạ, dạ gửi anh, nhờ anh gửi đến nhà văn Duy Long. Hả? Nói với cậu ấy là tôi rất muốn gặp cậu ấy. Dạ, thôi thì chị để đó đi. Rồi có gì tôi chuyển lời giùm cho. Dạ, tôi cảm ơn. Tôi xin phép. Dạ. Về con. Xin phép chú. Chào dạ, cậu. Dạ, chào cô. Rồi lên kiếm tôi gì vậy? Con gửi chú cái bản thảo của con nè. Chú. Cái cô đó, con thấy mặt quen quen. Hình như là gặp ở đâu rồi. Thôi, quen biết gì đây. Mấy người rảnh rỗi á, hở chút chuyện đi kiếm người. Hey, kiếm người phải lên tiên cảnh sát nhé.
tự nhiên kiếm người vô đây làm chi, đúng không? Ủa, Di Long đi công tác hồi nào? Trời ơi, nói gì thôi. Chứ bây giờ ai kiếm Long cũng cho gặp hết trơn trời. Tâm trí nó đâu để nó viết chuyện cho mình. Bây giờ Duy Long viết tiếp. Đúng rồi. Rồi cái bản thảo tiểu thuyết của con làm sao? Mày dùng chứ sao? Ê chú, bây giờ cái người chính người ta về thì người ta viết, còn cái người mà phụ thôi bây giờ tạm thời ngưng đó chứ sao vậy? Ủa sao được chú? Cái bản thảo đó là tâm huyết của con, mà bây giờ chú nói dục là dục. Thôi thôi được rồi, bây giờ cậu cứ tự viết một cái chuyện của riêng mình đi nha, rồi đưa cho tôi đọc, có gì tôi góp ý cho. Đừng có đem cái bộ mặt đưa đám nó vô đây nữa. Mình phải cố gắng mà tìm kiếm cái cơ hội của mình, chứ đâu phải một cái mặt mày bí sĩ vậy có được không? Đâu, cười lên cho tôi coi coi. Cười lên. Gì thì gớm vậy. Rồi, này để đây, đi làm việc đi. Má, thôi mẹ đừng có buồn nữa, má uống nước đi. Hôm nay á không gặp được anh Duy Long thì lần sau gặp cũng đâu có sao đâu. Uống nước đi mà, để lần sau có gì con nghỉ làm, con đưa má đi nha. Đừng có buồn nữa nha. Con mình dạ, thưa ba mới về, con đi xuống dưới ăn cơm nha. Khoan đã, ba có chuyện muốn hỏi con. Sáng nay con làm gì mà ba vào công ty không thấy con? Con đi ra ngoài, con làm công chuyện cho chú Phi. Chú Phi cũng nói y hệt như vậy, nhưng ba không tin. Bây giờ con nói đi, có phải là con qua nhà chú ba thăm chú ấy không? Dạo này con thường xuyên qua nhà thăm hỏi chú ba, mà ba đã nói rồi, chú ba của con không phải là người tốt, vừa bê tha vừa cờ bạc. Con gần gũi chú ấy riết con sẽ hư đó. Nhưng mà con thấy á, từ nhỏ tới lớn chú ba vẫn đối xử tốt với con mà ba. Tại sao con lại suy nghĩ đơn giản tới như vậy? Chỉ cần người ta tốt với con mà xấu như người khác là được hả? Nhưng mà sao ba nói gì kỳ vậy? Con thấy á, dù gì thì chú ba cũng là người thân ở trong gia đình của mình. Mà đã là người thân yêu trong gia đình thì mình phải quan tâm, chăm sóc, yêu thương lẫn nhau chứ. Một lần nữa ba nhắc lại, chú ba của con không phải là người tốt. Người thân của mình không tốt, tránh gần gũi đi. Bởi vì gần gũi chỉ trước thêm phiền phức mà thôi. Bao giờ con mới trưởng thành đi hơn? Anh à, thực ra con Hân nó nghỉ làm hôm nay không phải là đi tìm chú ba đâu, mà là vì em. Sao vậy? Em muốn bé Hân dắt em đi tìm gặp một người. Em muốn gặp ai? Nhà văn Duy Long. Vậy em gặp cậu ta để làm gì? Hôm bữa em có đọc được một truyện ngồi miếu oan khóc, nên em muốn tìm gặp nhà văn Duy Long. Em nghĩ biết đâu cậu ta lại có tin tức về anh hai hoặc là những người thân của mình thì sao? Vậy à? Hân, ba muốn nói chuyện riêng với má con. Dạ, thưa ba, thưa má không vô phòng. Mình à, rồi rốt cuộc mình có gặp được cậu ấy không? Không được, hôm nay cậu ấy ra ngoài có việc rồi. Vậy hả? Vậy là chắc mình mệt lắm. Thôi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nghe. Dạ. Nghe lời anh dặn nè, mấy cái chuyện đi tìm thằng Chẩm á, cứ để hết cho anh lo. Mình đừng có vất vả như vậy. Tại mấy bữa em thấy anh cũng đi tìm, nhưng mà tin tức cũng đâu có tiến triển gì thêm đâu, nên em mới tự ý đi tìm thôi. Mình đừng có nói như vậy, làm cho anh buồn đó. Anh đã cố gắng hết sức rồi, chẳng qua là vì hai vợ chồng mình kém may mắn thôi. Với lại mai này mấy cái chuyện mà liên quan tới cậu Long gì đó cứ giao hết cho anh đi nghe. Anh sẽ đi gặp trực tiếp và hỏi cậu ấy. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi,
giữ cho tâm trạng thật tốt và chờ tin anh thôi. Trừ khi em không còn tin ở chồng em thôi. Em nhớ rồi. Với lại hứa với anh nghe, đừng tự ý làm bất cứ chuyện gì. Anh sợ rằng những chuyện không hay xảy đến với em, dính dáng đến cánh nhà báo không hay chút nào đâu. Anh nói cũng phải, vậy mấy chuyện sau này của em phải nhờ tới anh rồi. Em xin lỗi mình. Em không có lỗi gì hết. Chuyện của em có bao giờ không phải là chuyện của anh đâu. Thôi, vào thay đồ rồi xuống ăn cơm. Dạ. Không biết ba má nói gì với nhau mà không cho mình nghe nữa. Tò mò ghê luôn á. Anh đâu có rảnh đâu mà tìm mày. Mới đi về, ba bắt lên gặp ba nè. Ờ. Hân à. Dạ. Có phải là con đã đưa chuyện ngôi miếu quan khóc cho má con đọc không? Chứ làm sao mà má con biết được? Ờ. Dạ là con đó ba. Chết chưa. Hai đứa nghe ba dặn nè, từ trại trở đi, chuyện ma, chuyện kinh dị ở ngoài, làm ơn đừng mang vô nhà. Đặc biệt đừng kể cho má con biết. Hai đứa cũng biết rồi, tinh thần của má con rất là yếu. Lỡ xảy ra chuyện gì, ba không muốn chuyện không hay xảy đến cho má con. Rõ chưa? Dạ. Dạ. Còn con nữa Sĩ, con phải làm gương cho em con chứ. Tập trung làm việc cho công ty đi, đừng có lơ là. Con mà lơ là, ba cắt chức con đó. Ủa cái gì vậy ba? Ba nói vậy đó. Hai đứa chuẩn bị xuống ăn cơm đi. Dạ. Chết chưa. Ủa gì kỳ cục vậy trời? Tự nhiên nói làm sai, tự nhiên mình bị chửi oan luôn à. Đứa cái nhà này có còn công đạo nữa gì trời? Ai biết, anh xuống mà anh hỏi ba kìa. Mệt quá, tự dưng mới đi về bị la hết này người kia. Không muốn ăn cơm luôn. Thôi xuống lẹ đi, để hồi nữa hả ba la nữa bây giờ đó. Cũng tại mày không à. Ừ. Chuyện tình cảm nó không được như ý rồi, về nhà bị ép bức nữa chứ. Đúng là thân trai 12 bến nước, không biết sống sao cho vừa. Tôi đi lẹ đi. Hôm nay ngày gì vậy trời? Tự nhiên sao tùm lum tà la chuyện xảy ra ở căn phòng này quá vậy? Chắc mốt kêu anh Di Long với câu chuyện căn phòng ăn khóc quá. Xin chào anh. À, ủa ai vậy hả? Sao vô mà không gõ cửa mà vô tự tiện quá vậy? Xin lỗi, chắc là do tôi theo thói quen. Thói quen cái gì? Ủa ông Lâm, trời ơi, ngọn gió nào mà đưa giám đốc tới tòa soạn của chúng tôi vậy? Chào anh. Dạ. À, tôi muốn nhờ anh một việc, không biết có làm phiền anh không? Dạ đó, không có phiền gì hết. Dạ dạ dạ, dạ mời ông Lâm ngồi. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Ê, dạ. Anh Phú à? Dạ. Tôi có việc này muốn nhờ anh. Chuyện này có liên quan tới cuốn truyện nhiều kỳ Ngôi Miếu Quan Khóc. Dạ. Mà nhà văn của tòa soạn các anh tên là Duy Long đang viết đó. Dạ. Ông Lâm mà quan tâm tới câu chuyện, rồi còn quan tâm tới tác giả nữa, thì tôi đoán không lầm là có phải ông Lâm muốn hỗ trợ cho cậu tác giả đó xuất bản thành sách đúng không? Anh Phú hiểu lầm rồi. Ý tôi không phải là vậy. Ý tôi là tôi muốn dừng hẳn việc xuất bản truyện đó. Dừng luôn á? Dừng.
Ủa ông Lâm ơi, cái câu chuyện nó đang là cái cần câu cơm của tòa soạn chúng tôi mà bây giờ kêu ngừng. Ông Lâm cho tôi xin lý do được không Lâm? Dạ, chuyện đó hay là tay nhà văn kia không có đụng chạm gì tới tôi hết. Dạ, nhưng tôi thấy nội dung của chuyện này có những tình tiết rất kinh dị, rùng rợn, sẽ tác động không tốt tới người đọc đó. Dạ, nếu mà thấy rùng rợn thì thôi đừng có mua chứ. Tự nhiên bắt ngừng ngang câu chuyện, dạ, tội quá. Tôi biết chứ, tôi biết việc dừng hẳn xuất bản chuyện đó lại sẽ gây khó khăn cho các anh. Dạ, nhưng mà mình làm văn hóa văn nghệ mà, phải định hướng cho giới trẻ viết sao cho đúng. Và quan trọng ở đây là phải làm sao có tác động tốt tới người đọc. Anh Phú thấy tôi nói có đúng không? Mà chuyện ngôi miếu hoàng khóc đó, tôi thấy chưa làm được điều đó. Dạ, nó cũng đúng đúng. Quá đúng đi chứ. Dạ, anh cứ làm theo ý của tôi. Tôi tin với tài năng của cậu nhà văn đó, cùng với tài quản lý của anh, thì chắc chắn sẽ tìm được một tiểu thuyết khác, một chuyện khác hay không kém cạnh. Dạ. Còn với số tiền này, coi như là tôi đền bù cho tòa soạn, cho anh, cũng như là hỗ trợ cho cậu nhà văn đó tìm đề tài khác mà viết. Dạ. Dạ. Nặng dữ vậy ông Lâm? Anh thấy sao? Dạ, lời đề nghị của tôi có được không? Dạ thì thật ra cái chuyện này nó cũng khó lắm, nhưng mà ông Lâm đã mở lời rồi thì coi như là anh đã đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi, chuyện gì cũng phải được. Dạ. Vậy thôi, tôi xin phép tôi về, tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Tôi xin phép nha. Dạ, xin phép mời. À, còn điều này nữa. Dạ. Câu chuyện như chúng ta ngày hôm nay, xin anh giữ bí mật giùm. Dạ. Trời ơi, ông Lâm yên tâm đi, tôi kín miệng lắm, tôi không có nói gì bậy bạ hết á. Dạ. Tôi đi nghe. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy đó trời. Cái thằng này cứ tưởng nó đã suy nghĩ thoáng hơn, ai ngờ nó còn viết những lời gay gắt về má nó. Nhất định phải cho nó một trận mới được. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Muốn chết hả? Tự nhiên cướp đầu xe người ta. Anh chạy xe kiểu như kỳ vậy? Mày làm gì vậy? Cho chừa cái tội giết chuyện ngôi miếu quan khóc. Giết cái quỷ đó. Dừng lại. Nè, chạy. Ê, mấy người làm cái gì vậy? Tại sao đánh người ta? Chậm. Con có sao không Chậm? Con không sao đâu bác hai. Trời đất ơi, bị đánh te tôi như vậy mà nó không sao. Nhưng mà cái tụi đó là tụi nào con có biết không? Con cũng không biết nữa. Bác mới nghe rõ ràng là tụi nó đánh con do con viết chuyện ngôi miếu quan khóc, đúng không? Dạ không phải đâu, chắc là bác nghe nhầm rồi đó. Nghe nhầm cái gì mà nghe nhầm? Bác đã dặn con bao nhiêu lần rồi là đừng có viết nữa, sao con cứ ngoan cố vậy? Thôi đi vô nhà. Trời ơi, nó quay lại là khổ nữa. Đi, nhanh lên. Có bạn gái là bác sĩ nhà thương có lợi ghê. Bây giờ không phải là lúc để nói những lời đó đâu. Chậm, con phải ngưng viết cái chuyện đó lại đi. Chuyện này liên quan tới tính mạng của con đó. Ghê gớm vậy hả bác hai? Chính mắt bác nhìn thấy mà. Cũng may là lúc đó bác xuất hiện kịp thời, chứ nếu không biết thằng Chấm nó còn xảy ra chuyện gì nữa.
Cái chuyện này qua lời bất hai, nó giống như nhân lên 5-6 lần vậy đó, còn ly kỳ hấp dẫn hơn tụi nhà văn tụi con viết nữa. Con còn giỡn được nữa hả? Bác nói rồi, cái chuyện này liên quan tới tính mạng của con đó. Bây giờ nghe bác hỏi nè, phải trả lời sự thật cho bác biết. Cái kỳ vừa rồi của ngôi miếu Quan Khóc có phải là do con viết không? Dạ thật sự thì do cậu Nam cậu viết, trong lúc con ra bí tưởng. Bác biết ngay mà, cái thằng nào mà giết tào lao hết sức à, lỡ như bên kia ông Thức ông biết được, ông lại tiếp tục cho người xử con đó. Em thấy bác hai nói đúng á, anh nên ngưng cái chuyện lại đi, chứ em nghe em lo quá à. Con lo là đúng đó. Có những chuyện trong quá khứ người ta đã cố tình che giấu, con mà càng bươi móc ra đó là người ta càng không có để yên cho con đâu. Con phải ngưng giết thì người ta mới không tìm tới con nữa, nghe chậm. Quá khứ là những cái chuyện mà người ta đã cố tình che giấu. Thôi được rồi, bác hai cứ yên tâm đi, chuyện để con giải quyết cho. Giải quyết cái gì? Đây là cái chuyện rất là lớn, một mình con làm sao mà giải quyết được. Con nghe lời bác, con hứa với bác đi, con ngưng giết cái chuyện này lại cho bác. Chậm à, bác hai chỉ có một mình con thôi, lỡ như con có chuyện gì thì bác sống làm sao đây? Bác không có muốn chuyện gì xảy ra với con nữa đâu. Hứa với bác, ngưng giết lại nha con. Hứa đi chậm. Thì được rồi, con hứa. Con hứa cái gì? Thì con hứa con dừng lại chứ sao nữa. Bác về nghe con. Thằng Chậm á, bác giao cho con. Ở trên này á, con cứ theo sát nó. Mặc dù nó đã hứa với bác rồi, nhưng mà bác vẫn chưa tin nó đâu. Con ở trên này á, đừng có cho nó viết cái chuyện đó nữa nha con. Dạ con sẽ cố gắng. Bác hai đi đường cẩn thận nha bác. Thôi bác đi nghe. Dạ. Kỳ tiếp theo sẽ là gì ta? Trong cơn ảo giác, dường như lời kể chuyện, thì người lữ khách sẽ bị cuốn theo câu chuyện. Khi đó tâm trạng của người. Nè, anh làm cái gì vậy? Bác hai chỉ vừa mới đi khỏi thôi đó. Em làm gì vậy? Em chỉ làm theo lời bác hai dặn thôi. Quỳnh, nghe anh nói nè, anh đã lỡ hứa với chú Phú rồi đó, là anh sẽ cứu cậu Nam một phen. Cho nên bây giờ anh phải sửa sai, anh viết giống như là cái câu chuyện cũ vậy thôi, chứ anh đâu có viết tiếp đâu. Anh hứa rồi đó, anh đã hứa với bác hai, anh nhớ không? Ừ. Vậy giờ em vô lấy nước cho anh uống nha. Ồ, cảm ơn em nha. Đáng lý ra là mình đã dẫn máy lên đây để coi mặt ảnh rồi, mà tại vì mình biết ba không có thích mấy cái tiểu thuyết tùm lum đó. Rồi mất công má nói mình con gái mà thế này thế nọ nữa, mệt ghê. Con gái thì sao, mình thích thì mình làm thôi chứ. Anh Long. Cô làm gì vậy? Em gặp anh, em bối rối quá. Mặt anh bị gì vậy? Nè, đừng có nói là hả, anh không gặp em, anh nhớ em nên là anh bị bối rối, anh đi anh test đặt mặt nha. Sợ. Nè, sao anh không viết tiếp chuyện ngôi miếu Quan Khóc vậy? Anh Long, anh có nghe em nói không vậy? Em hỏi là sao anh không viết tiếp chuyện ngôi miếu Oan Khóc? Viết tiếp để làm gì? Để đọc. Trời ơi, hay quá trời luôn mà. Tự dưng cái dừng thì tiếc dữ lắm. Anh không biết chứ tuần nào em cũng canh báo ra để coi hết, mà lần nào cũng bị thất vọng hết. Anh Long, em hỏi thiệt á, anh bị bí ý tưởng đúng không? Nếu mà bí á thì em có thể giúp anh. Cô giúp tôi? Ừ. Giúp bằng cách nào? Đánh máy. Cô đánh máy giùm tôi hả?
em đánh máy giỏi lắm luôn á. Em sẽ đánh máy giùm anh. Anh chỉ cần tập trung suy nghĩ ý tưởng thôi, không cần phải mở tay đánh máy thì ý tưởng của anh nó sẽ tuôn trào rất là nhanh. Ủa, chị bác sĩ nè, chị cũng ở đây nữa hả? Chị tới đây làm gì vậy? Thì cô là... Là bạn. Tôi là bạn của anh Long. Cô cũng là bạn của anh Long hả? Còn dạ phải. Thật ra thì còn chưa được đến mức như vậy nữa. Em chỉ là người hâm mộ của ảnh thôi à. Em tới đây chỉ để hỏi sao tự dưng anh Long không viết tiếp câu chuyện Ngô Miếu Oan Khóc. Việc đó tôi có thể thay mặt anh Long để trả lời cho cô. Anh ấy sẽ không viết tiếp chuyện Ngôi Miếu Oan Khóc nữa. Tại vì anh ấy đã hứa với bác của anh ấy rồi, phải không anh Long? Có thể là như vậy. Trời ơi, anh Long sao không viết tiếp? Anh nhất định phải viết tiếp câu chuyện đó hay như vậy mà, bỏ thì uổng lắm luôn á. Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi thích thì tôi viết, không thích thì thôi, không liên quan tới cô. Bây giờ cô về đi, để tôi còn tiếp bạn tôi nữa. Vậy thôi, em xin phép đi trước. Chị bác sĩ xuống thiệt luôn á. Em thấy anh quá đáng với cô bé đó lắm luôn á. Quá đáng cái gì? Cô ấy phiền phức dữ lắm, không nói cứng cổ không về đâu. Nhưng mà anh nói như vậy, cô bé đó buồn thì sao? Cổ mà biết buồn cái gì? Người buồn là anh đây nè. Anh buồn chuyện gì? Buồn tại vì người yêu thương mình không ủng hộ mình. Ý anh là chuyện lúc nãy em ngăn anh không cho viết tiếp chuyện Ngôi Miếu Oan Khóc hả? Em chỉ muốn chuyện tình cảm của chúng ta bình an thôi. Anh phải bình an thì chúng ta mới có tương lai được. Nghe lời em nha, bỏ qua hết mọi chuyện, sống yên vui nha anh. Chuyện đó cũng đã qua 30 năm rồi. Nếu như anh lật lại thì giờ cũng không ai xử cho anh hết á. Mà nếu sự thật đúng là cha anh là một tên trộm bị chặt đầu, mẹ anh bỏ rơi anh đi theo người đàn ông khác, anh có thật sự vui vẻ không? Nghe lời em, bỏ qua hết mọi chuyện nha anh. Anh xin lỗi. Tại vì anh đã ký hợp đồng với chú Phú là anh sẽ viết tiếp. Nếu bây giờ anh ngừng lại, anh sẽ bồi thường cho tài sản một số tiền rất là lớn. Mình không thể nói dừng lại được. Bây giờ anh mệt rồi, anh xin phép vô nghỉ trước. Anh Long. Chú. À, cậu Long hả? Cậu tới rồi hả? Chào chú. À, ủa, Nam, lên đây làm gì? Dạ, cháu đi theo cậu Long lên đây. Vậy thì phiền cậu đi ra ngoài giùm tôi ha, đi làm việc đi. Tôi cần nói chuyện với cậu Long, nhà văn, tiểu thuyết gia, đại tài của chúng ta. Cậu Long, mời cậu ngồi, tôi có gì cần nói với cậu. Chú trịnh trọng quá, con không quen. Tôi chỉ nói là sự thật thôi mà. Chú nè, con đã cải biên lại cho phần cũ của cậu Nam. Phần này chủ yếu là bào chữa thôi, với sự tưởng tượng của khách bộ hành khi mà nghe những lời đàm tiếu xung quanh ngôi miếu. Nhưng mà sau này thì khách bộ hành sẽ từ từ dần dần khám phá ra sự thật ở đằng sau. Ý tưởng hay. Đúng là nhà văn nổi tiếng có khác. Nhưng mà tôi nghĩ
Cái này chắc phải ngưng phát hành. Con viết liền hai số rồi mà. Nhưng bây giờ á, bạn đọc 18 triệu. Tại vì cậu Nam viết không có được tốt. Chuyện đó thì con nghĩ chắc là không sao. Bây giờ chú cứ đăng hai số này đi, rồi khán giả sẽ đón nhận lại mà. Cái đó thì mình đâu có chắc chắn được đâu. Cho nên chúng ta vẫn phải chọn cái phương án an toàn. Cho nên giờ tôi nghĩ vậy, cậu cứ quay trở lại với lại cái dòng chuyện tình cảm của cậu đi. Cùng lắm thì tòa soạn sẽ thưởng thêm cho cậu về cái công lao của cậu đã tốn nhiều công sức cho cái chuyện này. Thưởng riêng cho con. Đúng rồi. Chứ có bao giờ hào phóng với con như vậy đâu. Tại vì con người mà, phải có lúc này lúc khác chứ. Con không thể. Tôi nghĩ là trong khả năng của cậu, cậu có thể. Con không thể. Có thể. Con không thể. Cậu có thể. Con nói không thể. Tôi nghĩ là cậu có thể. Không thể. Quay lại cậu, bình tĩnh lại. Cậu có thể làm. Ráng đi, ráng giùm tôi đi mà. Con nói chú lần cuối là con không thể. Con chưa bao giờ làm việc gì dở dang. Nếu chú ép con quá, con sẽ qua tòa soạn khác con làm. Chú cứ suy nghĩ kỹ đi. Đây là bản thảo, rảnh rỗi chú đọc giùm con. À khoan, cậu Long à, tôi nghĩ là có sự hiểu lầm. Cậu Long. Tiền để tay mà còn dùng mất. Cậu Long à, tôi nghĩ là cậu... Chú Phú là con nè. Ủa là cậu hả? Sao tôi nói cậu hoài vậy? Bước vô là phải gõ cửa mà cứ vậy hoài à. Dạ con xin lỗi. Chú, hồi nãy con có vô tình thôi. Con có nghe được cái chuyện là chú nhận tiền của người khác để ép cậu Long ngưng viết. Cái gì? Thì sao? Không không, chú bình tĩnh, chú đừng có nóng. Con cũng rất là hiểu cái tấm lòng của chú. Con hiểu lắm, là tại vì chú thương cái tòa soạn này. Chú nhận tiền là bởi vì chú muốn lo cơm áo gạo tiền cho tất cả nhân viên ở đây. Tôi lo mà, tôi lấy tiền đó tôi lo cho mọi người mà. Ở còn cậu nữa, không suy nghĩ đi, phụ giúp tôi cái coi. Chú muốn con giúp cho chú à? Ừ. Cậu còn nói nữa đừng trách tôi nha. Cái gì vậy? Cậu Long, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Cậu đối xử tôi kỳ quá. Kỳ cục. Có chuyện gì mà hai anh lớn tiếng với nhau quá vậy? Anh nghĩ là chuyện này em nên cần biết hả Quỳnh? Thằng Long, bây giờ nó mê viết tiểu thuyết Ngôi Miếu Quan Khóc quá rồi. Tới nỗi mà những cái ưu đãi mới của chú Phú chủ bút đưa ra, nó khước từ hết. Thậm chí là chú Phú muốn thưởng thêm cho nó mà nó cũng không đồng ý luôn. Chuyện đó là thật hả anh? Em hỏi nó đi. Nếu mà anh là em, anh sẽ khuyên nó làm theo. Bởi vì từ trước tới giờ chưa có ai được đãi ngộ nhiều như vậy đâu. Bây giờ... Đãi ngộ hả? Tôi không ngờ cậu là một người thấy cái lợi trước mắt quên đi cái nghĩa, mà còn là một người nhiều chuyện nữa. Từ trước tới giờ tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đừng có nói tôi vậy được không? Bây giờ mà không về tôi tư mặt cậu luôn đó. Thôi được rồi. Tôi về. Tôi sợ cậu quá rồi. Anh về nha. Em khuyên nó đi. Nó khùng tới rồi đó. Nè, em đừng nghe lời cậu ta nói. Chuyện anh Nam vừa nói có đúng là sự thật không anh? Thì đúng là sự thật. Nhưng mà tòa soạn đã đãi ngộ anh đến như vậy và kêu anh dừng viết tiểu thuyết đó, có nghĩa là họ thấy cái tiểu thuyết đó không có ổn. Nhưng anh không dừng được. Anh có cái gì đó thôi thúc anh là phải viết tiếp. Anh cảm thấy giống như là mình đang đi tới gần đích rồi. Anh từng lấy lý tưởng và công việc ra biện bạch cho hành động của chính mình. Chuyện vừa rồi rõ ràng không phải là anh vì công việc, mà anh đang muốn vén bức màn quá khứ đúng không? Đúng. Chừng nào anh không tìm ra sự thật, anh không bỏ cuộc đâu. Kể cả việc em không đồng thuận nha anh. Kể cả em hay người khác cũng không thay đổi được quyết định của anh đâu. Vậy thì em không còn gì để nói với anh nữa đó.